bằng viễn thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng viễn thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hái là phong lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để trở giếng đất nước bàn. Xin chia phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hưởng đồng điều cả thảy như nhau. Lành thay, lành thay, lành thay. Sa thú, sa thú, sa thú. A ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga ma thi thi ca cùng nhanh nô anu mô đành tu chích răng rắc thanh tu sa sa năng. A ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga ma thi ca cùng nhanh nô anu mô đành tu chích răng rắc thanh tu nô ga gô. A ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga Matika hùng nhanh nô anu mô đành tu chít răng rắc thành tu nhà ta vô. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga Matika hùng nhanh nô anu mô đành tu chít răng rắc thành tu pha ni nô. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga Matika hùng nhanh nô anu mô đành tu chít răng các thành tu nô sa đà. Chư thiên ngự chánh hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con phổ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, diễn thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bình lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Dằng trình chi su sa la thầm mặn khắc tâm bằng chi đi dằng ma ma xà về na hoa cha ma ma xà ti đa xề su chết tăng khắc tăng về sắc ta sầm như nhô a chi về ca sắc ta a sầm như nhô khắc tăng phùng nắc phá lần may hàm sắc đề thà gì phá quần tu tề về tăng khắc tăng tăng phùng nắc phá lần may già về các thác ca na cha nằm chi đề qua gần tòa ni về đa dùng sắc đề lô khâm hi về sắc ca chiều văn ta ha rắc hệ tu kha ma nhung nhân bộ cha năng sắc đề la băng tu ma ma xề ta sa ti. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc dần xa, hiện tiền quá vãng thập thần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho thảy điều hương vị cam lồ, đạo căn bắt thối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư thật chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Nguyện cầu tất cả sinh linh đồng lương chánh pháp quang minh chân truyền, tính tâm giữ vẹn một niềm vung bồi phúc huệ tròn duyên đạo màu. Con xin tác tập thỉnh pháp sư. Ê hoàng sa hàm bắc đi rầm mà ba có quanh tăng ác tha chắc ta trùng hì ba quê na tăng bốc phô thà rung nhề na thi hòa sa giá cầm hà vúc thà giá thà đề nam gia đa văn ca tổ phần cha quốc gia đa vô này về am á măng thà về chi thầm ma tổ ta tổ pháp bức đi sam bốc phô a nu na thầm ma đề sa năng phát khắc quát xa ni đề xê ni sắc ta năng ác ta si thắc khăn tê na xa tu ây vô bằng tê đề xê tu thầm ma đề xa năng sắp bà di thắc phá vi xa gia âm lúc thầm thăng khi thà ta huê. Phạm thiên thầm chỉnh thẳng, phạm thiên thầm chính thật thẳng khoảng, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, biết lòng mọi đạo dạy đời, nhóm quần lập giả ngày giờ chân sang chiếc pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy chính giữ pháp tự, đó là nhóm Diệu Trần Như được nhém hương vị hữu du niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn tròn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thiết ngài, thiết pháp nội đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí chi vẹn tròn. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic trước để thử âm thanh, sau sư chuẩn bị trả lời những câu hỏi của quý vị trong đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông ạ.
Nam mô tát xa pha quá tô a ra tô sam ma sam bu tát xa nam mô tát xa pha ra quá tô a ra tô sam ma sam bu tát xa nam mô tát xa pha ra quá tô a ra tô sam ma sam bu tát xa nam mô phật tài gia kinh bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư cư sĩ nam phụ nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sân Thà Dạ. Con kính Liễu Tông, con kính đảnh sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng và xin mến chào kính đảnh lễ quý cô tu nữ và mến chào các anh chị đạo hữu. Dạ, xin mời mọi người nêu những cái vấn đề, những cái câu hỏi cá nhân của mình để mình làm cái bài học cho room ngày hôm nay. Dạ, xin mời các anh chị. Rồi, xin nhường mic lại cho chị Meta và dạ, để cho chị đặt câu hỏi trực tiếp đến sư. Dạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ không biết âm thanh của con có tốt hay không. Dạ cảm ơn huynh tu học Phật pháp. Cảm ơn lang thang đã cho biết tín hiệu nghe được rõ. Dạ con cảm em cảm ơn anh chị Phan Văn Liêm. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay con có một cái câu hỏi nữa cũng xuất phát từ một người bạn của con đã hỏi con là bạn đó cũng biết là nhân quả bất khả tư nghì, nhưng mà bạn đó thắc mắc là không biết những cái phước hay là những cái bất thiện của chúng sanh thì do ai gìn giữ hay là sắp xếp như thế nào mà nhân quả được bất khả tư nghị, nghĩa là ai làm tốt, ai ở ăn hiền ở lành, làm tốt đúng theo chánh pháp thì sẽ được những hưởng những điều tốt, còn ai mà tạo những cái nghiệp bất thiện thì sẽ gặp những điều xấu. Thì bạn đó thắc mắc là không biết ai là người gìn giữ, ai là người theo dõi để phân xử những cái điều đó, thì con cũng không biết trả lời, cho nên con kính dâng mic đến ngài để ngài chỉ dạy cho chúng con để chúng con hiểu được rõ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Để về nhắc cái người hỏi đó, nếu cái đó biết được mà có thể giải thoát được thì nên tìm hiểu, còn biết mà để không có được giải thoát thì không nên tìm hiểu là gì nhá. Cái chuyện mình tạo nhân tạo quả rồi đó thì không có ai mà ngồi đó mà gìn giữ cả, bởi vì thế giới này không có người, không có anh, không em, có chị cả, chỉ có toàn là danh sách không mà thôi, nên nhớ chuyện đó. Nhưng mà nó được tồn tại hoặc nó cho quả thì theo cái nhân duyên, cái lúc mình làm rồi, trong thời gian mà mình làm cái việc khác đi nữa cũng vậy, thì những cái đó nó nằm ở đâu thì không ai biết cả, nhưng mà khi đủ nhân duyên thì nó xuất hiện mà thôi ha. Chứ còn bây giờ nếu mà còn muốn muốn biết như vậy, chúng tôi nói kỳ trước chúng tôi có nói với một người nào đó ráng nè,
tu hành nguyện đắc thành Phật chánh đẳng chánh giác thì sẽ biết nó là như thế nào. Chứ còn cái mà nó giờ nó đâu thì hiện trong trong 84 ngàn pháp môn này Đức Phật không có nhắc tới, thành ra chúng tôi không biết. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Như vậy là con đã hiểu rồi, con sẽ nói lại với cái người đó. Và con kính cảm ơn Ngài rất là nhiều. Và con xin trả mình trở lại cho đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt rùm kính tri ân về cái lời chỉ dạy của sư. Dạ, xin mời những anh chị khác nêu những cái vấn đề, những cái câu hỏi của mình. Dạ, chúng tôi dừng lại để cho các anh chị gõ. Mời các anh chị nha. À, đây không có, không có ốp để mà mình xử cái Minest Sota này ha. À, không biết là âm thanh của chúng tôi, các anh chị ở trong room có nghe rõ được không? Dạ, dạ, dạ con cảm ơn, con kính tri ân sư. Cái này mà đúng ra thì con mà có cái ốp là con mời cái Minnesota này đi ra ngoài. Dạ, thôi vậy con nêu tiếp cái vấn đề. À, hồi tuần trước đó, thưa sư, thì con có nêu lên cái đoạn kinh rất là phổ biến. Cái đoạn kinh rất là phổ biến thì con xin nhắc lại về đoạn kinh đó. Ví dụ như đó là măng bát sát tí sô thăm măng bát sát tí, tức nghĩa là ai mà thấy ta thì phải hiểu là người đó thấy pháp. Măng bát sát tí, ai thấy ta sô thăm măng bát sát tí là người đấy thấy pháp. Rồi con có tìm ở trong cái một cái đoạn kinh mà ở trong cái bài kinh là ví dụ dấu chân voi đó thưa sư, thì ra được một cái đoạn Bali, ra một cái đoạn Bali như vậy. Thì trong cái đoạn kinh mà ai thấy ta thì phải hiểu là thấy pháp, mà ai thấy pháp là thấy ta. Thì như vậy thấy pháp là thấy cái gì đó thưa sư? Thì con có tìm ở trong cái bài kinh là ví dụ dấu chân voi đó là vô paticca sammuppadang passati, tức nghĩa là ai mà thấy cái lý duyên khởi so thammang passati là thấy pháp, mà vô thammang passati so paticca sammuppadang passati, ai thấy pháp là thấy lý duyên khởi. Như vậy chúng ta có thể hiểu cái chữ mà thấy pháp ở trong cái câu là mang passati so thammang passati chính là thấy cái lý duyên khởi được hay không thưa sư? Nhật là mình dùng cái kinh này để mình giải thích cho một cái đoạn kinh khác. Và con kính gửi mic cho sư chỉ dạy thêm ạ. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi nói rồi, cái chữ thâm ma này nó có rất là nhiều nghĩa khác nhau. Thành ra khi mình đọc một cái câu đó, mình phải biết cái duyên sự và cái điều kiện mà khi cái người đó nói ra, nói với ai và được người, cái người trả lời như thế nào. Cái chữ thâm ma kỳ trước chúng ta nói là thấy pháp siêu thế đó, tức là cái vị đó đó nói gì mà Đức Phật nói lại. Nghĩa là người đấy thấy pháp chính là thấy cái điều kiện đó, bởi giữ pháp chỗ đó đó nó có nghĩa là các tâm siêu thế. Còn bây giờ nếu ở chỗ khác như cái chỗ này đó, thì thấy cái nhân duyên của danh sắc. Thì chúng tôi không hiểu cái đoạn ở dưới này là xuất thân từ cái chỗ nào, và cái người nói là ai, và cái người trả lời là ai. Thì biết cái chỗ đó để mình dựa vào cái duyên sự để biết cái chữ thâm ma chỗ đó nó nghĩa là gì. Chứ còn bây giờ mình nói cái câu ở trên mình không biết từ đâu ra, cái câu dưới không biết từ đâu ra, rồi mình nói với nhau nó phải như vậy thì cái đó chuyện nó không chính xác. Bởi vì chúng tôi đã nói rồi, cái chữ thâm ma này nó tới 71 nghĩa cho cả bộ tâm tạng. Thành ra mình phải biết nó nằm chỗ nào. Chứ còn bây giờ không biết nằm chỗ nào đó
thì không thể trả lời được. Thì rồi chúng tôi có thí dụ đó là bố thí pháp là bố thí cao thượng. Ở bố thí pháp là cái gì? Cái chữ pháp chỗ đó đó chú giải giải thích là chỉ có nghĩa là trí tuệ, nghĩa là bố thí trí tuệ hoặc bố thí nhân để phát sanh trí tuệ, thì cái đó đó được gọi là bố thí pháp, đặt bố cái sự bố thí cao thượng nhất. Còn thường thường là mình không có dịch, mình không có sự tìm hiểu theo cái nhân duyên, cái duyên sự của nó, mình thấy cái thâm ma là mình cứ nó pháp, cái chuyện đó nhiều khi nó không chính xác mà nó còn rơi vào cái nghĩa mình hiểu lầm, cái người nghe hiểu lầm cái nghĩa đó. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Xin mời những anh chị khác. Dạ, như vậy thì con nêu tiếp cái vấn đề thực sự là theo cái con thấy cái lý duyên khởi đó thì có những cái đoạn kinh đó, thì trình bày cái lý duyên khởi là 12 chi. Nhưng mà có những cái bài kinh đó, trình bày có những chỗ trình bày là 9 chi, trình bày là 6 chi, 4 chi và thậm chí là chỉ có 2 chi thôi. Là ví dụ như là imasmin sa tí y đằng hô tí, nghĩa là do cái này nó có mặt cho nên cái kia nó có mặt, do cái này nó không có cho nên cái kia nó không có. Thì điều này á, có phải chăng rằng là như vậy thì đâu có bắt buộc là luôn luôn phải trình bày cái lý duyên khởi là theo đúng cái khuôn mẫu là 12 chi phải không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư nói rõ hơn về cái vấn đề là về cái lý duyên khởi á, thì có chỗ thì trình bày 12 chi rồi 9 chi rồi 6 chi, thậm chí là chỉ có cái 2 chi thôi. À, thì như vậy chúng ta nên hiểu cái vấn đề này như thế nào? Con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi kỳ rồi chúng tôi nói có lẽ là huynh không có chịu để ý. Bây giờ mình muốn biết cái bữa nó có bao nhiêu chi đó thì mình phải dựa vào cái chỗ mà mình đang nói cái duyên khởi đó. Thí dụ như tâm tham họ học tà thứ nhất, nó có thể nó có đủ 12 chi, nhưng mà xuống cái tâm nhận thức nó không tới 12 chi, nó khoảng 6 hay 7 chi mà thôi. Thành ra khi mình tính duyên khởi này đó, thập nhị nhân duyên này đó, thì mình phải tính từng sát na tâm chứ mình không thể mình gộp được lại được. Đó. Còn khi mình gộp từ tâm này sang tâm kia sang tâm nọ đó, thì nó có hàng ngàn ngàn chuyện để nói, thì mình gọi trùng trùng duyên khởi. Lúc đó không còn thể nào tính 12 hay 7 hay 6 hay 5 gì cả, mà nó là trùng trùng duyên khởi. Đó. Thì bây giờ mình biết nó mấy chi thì mình lấy cái tâm nào, ví dụ tâm tham thứ nhất, rồi mình đọc cái vô minh, có vô minh không, vô minh duyên hành có hành trong đó không, hành duyên thức thức có đó không, thì mình đọc nếu mà nó có hết đủ 12, đủ 12 chi là nó cái tâm đó nó có đủ 12 chuyện để nói thập nhị nhân duyên. Còn bây giờ mình lấy cái tâm nhận thức đi, nhận thức là nhận thức nó có 7 chuyện, có vô minh không mà duyên hành, nhưng mà hành nó có với tâm sở tư mà. Rồi hành duyên thức, thức là tâm tâm cái tâm nhận thức, rồi nó cứ mình cứ tính vậy coi thì nó ra bao nhiêu liền chứ gì đâu. Đó. Thành ra cái tính mà duyên khởi này là phải tính theo từng sát na tâm chứ không phải tính một lần từ đầu tới đuôi được. Bởi tính từ đầu tới đuôi là người ta dùng duyên hệ để người ta tính, mà khi mà dùng duyên hệ để người ta tính đó, thì nghĩa là có thể là từ hai cái tâm sát nhau đó mình tính cái sự phối hợp của nó đó, nó lên cả mấy trăm loại duyên, chứ không phải là 12 hay là 7 hay là 5 gì đó, mà mấy trăm loại khác nhau. Đó, thì nên mình phải biết cái cách tại sao người ta gọi là duyên hệ, tại sao người ta gọi là duyên khởi hay cái gì đó. Không? Mà khi mà nói thập nhị nhân duyên đó, trong 124 tâm chỉ có một số tâm và tâm bất thiện đó thì nó có đủ, mà tâm bất thiện không phải tất cả tâm bất thiện đều đủ. À, bởi vì nó đâu có đủ được bao nhiêu cái tâm sở đi theo nó, mà mình quý vị nên nhớ đó, mình tính duyên hệ đó là chỉ có thức là tâm thôi, còn tất cả còn lại là tâm sở hết.
thì cái tâm đó nhiều tâm sở ít tâm sở thì mình mới tính ra nó đầy đủ được, chứ là không phải là cái không, cái chỗ nào nó cũng phải là như vậy. Thành ra khi mình đọc mình cũng biết cái chỗ đó chỗ nào, tại sao cái chỗ đó nó phải 12 mà chỉ có 8 rồi có 7 hay có 5 gì, ví dụ vậy, làm biết nó ở chỗ nào thì mình cứ mình cứ lấy cái tâm đó đó rồi mình viết ra bao nhiêu tâm sở. Thì cái bây giờ cái tâm đó nó là tức, mà trong mấy tâm sở đó đó, cái chi pháp của cái duyên khởi nó có bao nhiêu tâm sở là chi pháp, bởi vì những cái khác có thể nó là không có, nó không có là nó không phải là chi pháp của cái thập nhị nhân duyên, thấy không? Thành ra cái chuyện là 12 là chỉ một số tâm có thôi, còn đa số là không có tới đó. Thành ra cái đó là mình tính cái đó thì bao giờ nó cũng ra hết á, chứ còn bây giờ mình học là tại sao cái chỗ này cái chỗ có chỗ nó 12, cái chỗ nó 5, cái chỗ nó 7, không bao giờ mình hiểu được duyên hệ đó, mà cũng không bao giờ hiểu được duyên khởi cả đó. Thành ra cái cách muốn tính duyên khởi là tính tự na tâm, còn cái tính duyên hệ là tính 4, 1, 2, 3, 4, 5 chiều tất cả. 5 chiều là phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới và phía trong, tức là cái nơi mà nó nương. Ví dụ nhãn thức phải tính là cái nơi nó nương với là sắc, sắc thần kinh nhãn nữa. Thì sắc thần kinh nhãn cho đó nó duyên cho cái tâm sở đó là bao nhiêu loại. Rồi phía trước cái nhãn thức đó, nó có là nó có cái tâm nào, thì nó có cái tâm ngũ môn hướng tâm, thì cái tâm ngũ môn hướng tâm nó có bao nhiêu tâm sở đi theo nó, thì mình cứ tính vậy, nó thành ra nó ra nghe trùng trùng duyên khởi là như vậy, chứ không thể nào nói là ít được cả. Hy vọng quý vị hiểu cái chuyện đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tri ân sư. Dạ chính vì nó phức tạp như vậy cho nên con mới nêu cái vấn đề. Có những cái chỗ thì chỉ nói đầy đủ 12 chi, có những chỗ thì nói cái số chi nó khác. Dạ. Đi gửi mic lại cho chị Hà lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Khai, dạ con kính lễ ngài Trí Đức, ngài Lưu Tâm, chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và âm thanh của con hôm nay con nghe rất là bị đứt đoạn, con thấy cô Meta cho con tín hiệu rõ, dạ con cảm ơn cô. Dạ thưa ngài, con có câu hỏi, trong cái giới luật của tỳ kheo thưa ngài, thì cái sự giữ tiền hoặc là nhận tiền mà không có cấp với giá thì nó gây cái giới luật đó nó quan trọng đến ở cái mức độ nào thưa ngài? Tại vì con có nghe một vài vị giảng sư nói là nếu mà một vị tỳ kheo mà không gìn giữ cái giới mà nhận tiền thì có thể đọa địa ngục. Thì con cũng có cái sự thắc mắc là con không biết là nó nghiêm trọng, trầm trọng đến ở cái mức độ nào. Dạ con kính trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn và dạ, kính thưa cho quý vị. Nếu quý vị đọc thì quý vị sẽ biết cái chuyện mà có một vị tỳ kheo đi trên đi xuồng rồi cái bị lúc bị sóng nó lắc cây rồi chụp cái nhánh cây ăn. Rồi tới chân về là không có những ông sư ở gần sám hối, là đêm đó ông ta đi đoạn tụ. Thì cái vị đó đi đâu? Sanh làm rồng, tức là bốn đường ác đạo gì ha. Giới nhỏ đó thôi, cái giới đó là phải vi phạm giới thảm thảo đó. Nghĩa là đi sám hối thì hết, nhưng mà không có cơ hội sám hối, vẫn đi xuống bốn đường ác đạo như thường. Đó. Hay là một cái giới khác đi, cái giới khác sẽ nói dối đi. Đó. Thì cái vị hoàng hậu của vua bà sẽ nó đi đó, bà làm phước thì vĩ đại lắm, nhưng mà có một lần nói dối ông chồng đó. Chết vẫn đi địa ngục như thường đó. Anh đã vui vị coi trong tăng chi đó, những cái giới nhỏ vẫn dắt chúng sanh đi xuống như thường, chứ đường không có đường nào tránh khỏi đó. Đó. Thành ra bên Bắc Tông người ta mới tóm tắt thành cái câu là ngũ giới bất kỳ thì nhân thiên lậu triệt đó, nhớ chuyện đó.
Đó. Tức là nhân thiên lộ triệt thì đi bốn đường ác đạo với gì nữa mà không đi, lớn nhỏ gì không cần biết. Còn cái chuyện giữ, hỏi ông sư có quyền giữ tiền được không? Ông sư không được quyền giữ tiền, nhưng ông sư có quyền có tiền. Đó. Chứ không phải là ông ấy. Nhưng mà tại sao? Tại vì khi mình giữ thì cái tâm mình chấp vô đó dễ làm cho mình đi xuống. Anh đã Đức Phật cho phép ông sư có tiền nhưng mà không cho phép ông sư giữ tiền, vì nên nhớ giàu có hiểu cái đó nha. Chứ không phải là nói là có tiền thì phải giữ, chứ không giữ là đâu được, không được giữ tiền nhưng mà có tiền. Thì quý vị nào mà quý vị đi tu thì quý vị biết đó, là nơi giới lớn hay nhỏ thì vẫn có đề thể đi bốn đường ác đạo như thường, chứ đừng có nói gì đó ha. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô kính tri ân ngài. Con nhớ một lần con có nghe một vị nhắc về cái lời của ngài Tỉnh Giác, nói là nhìn xuống dưới, nhìn lên trên, nhìn bên trái, nhìn bên phải, không không mà kiểm soát thì rất là dễ vi phạm. Thì ngài nói giới ở coi như ở khắp, nhìn ở dưới cũng là giới, nhìn qua phải, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, tất cả đều là giới. Con kính tri ân ngài. Thưa ngài, nếu như vậy thì một cái vị tỳ kheo nếu mà không có cấp đi giá mà vị Phật tử, thí dụ như khách tăng đi rồi rồi xong tụi con không có thấy cấp đi giá đi theo, rồi tụi con cúng dường, thì cái đó cái vị tỳ kheo có được quyền nhận rồi rồi đem trình, rồi đem cái tịnh tài đó đem đưa cho cấp ý giá, như vậy cũng có hợp lý hay không thưa ngài? Hay là mỗi lần khi mà mình cúng dường một cái vị tỳ kheo mình phải hỏi là thưa ngài, ngài có cấp ý giá hay không? Thì con muốn hỏi để biết rõ hơn. Con kính trọng ít lời cho ngài. Nam mô Bố Tát Gia Kinh Bạch Chư Tổ Về Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Khi mà vị tỳ kheo đó nhận rồi đem về là phải xả bỏ chứ không có được sử dụng, đang xả bỏ đem về vô đem về trình trước chư tăng xin sám hối rồi xả bỏ cái đó, xả bỏ số tiền đó, chứ không có được quyền giữ để xài. Thành nhớ chuyện đó, thành đâu nếu mà không có cặp bị giá, quý vị muốn chắc ăn, nếu vị sư không cặp giá thì đừng có dâng, mà làm cái lời thỉnh cầu giống như chúng tôi nói đó ăn. Nghe, con sẽ dâng cho ngài một món đồ trị giá đó, khi nào ngài cần ngài nói với con, hoặc là ngài kêu gặp đi giá tới gặp chúng con, chứ còn mình về dẫn dẫn không có được ăn. Bởi vì tu là để đi lên chứ không phải là đi xuống, ngài nhớ chuyện đó ăn. Còn mình cái mình không học cho đúng mức, mình giữ là đi xuống như chơi ăn đó. Thành ra thường thường đó, thành ra thèm trong những cái pháp của cái vị mãi đó, là ở cái xứ không đáng ở nó nguy hiểm ở chỗ đó, đó. Lựa cái xứ nào đáng ở, tức có người biết là có người học hành đều đầy kia đầy đủ, thấy không? Thì người ta sẵn sàng tay xin để giúp mình được nha. Thành ra nghĩa là an toàn nhất là quý vị nên làm cái lời thỉnh cầu, để khi nào ông sư không cần thì ông nói, hoặc là ông mua rồi cái người ta sẽ trả cho quý vị vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà nó thật sự ra quý vị có dân mà gặp cái những cái vị sư mà người ta đang nguyện đi được cái pháp gì đó thì người ta không có rụng vô đâu, đừng có lo. Mà tốt nhất là mình đừng có, mình đã biết ông sư ông không làm được chuyện đó, mình cố gắng mình là giúp để cho ông làm, để cho ông phạm giới ông đi xuống này rồi hả. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy. Con kính tri ân ngài. Thật sự ra con thấy con ở những chùa xung quanh con đa phần các vị tỳ kheo đều nhận tịnh tài đó thưa ngài. Thì cái đó là tại vì giờ con không biết, ngày xưa con không biết, nhưng bây giờ con biết, con muốn học hỏi thêm để con có thể biết mà xử sự cho nó đúng hơn một chút. Con kính tri ân ngài. Ngài cho con hỏi thêm một câu. Hôm nay âm thanh con nó cũng không có được rõ lắm, con cứ bị mất đoạn. Một cái vị cận sa nam cận sa nữ có thể gìn giữ tạm thời 10 giới không thưa ngài? Nhất là cái giới mà không giữ
vàng bạc rồi nữ trang này này nọ rồi tài sản, nhưng mà thực sự ra mình vẫn còn đang ở nhà mình, vẫn còn tên nhà, tên xe, tên thì vẫn là tài sản của mình, thì như vậy nó có hợp lý cho một người cận sanh nam cận nữ mà gìn giữ 10 giới dù rằng tạm thời 1 2 ngày hay 1 tuần á? Dạ con kính chào biết lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư tôn dạ kính thưa cho quý vị, thường thường cận sanh nam cận nữ là chín giới, đang giữ chín giới trừ cái giới giữ tiền, còn bây giờ mình muốn giữ 10 giới cũng được đó. Thì mình vẫn nghĩa là mình nghĩa là mình giao tài sản để cho con của mình đó. Ví dụ mình giao, ta thấy có hồi xưa ở bên Thái mới được, thấy có nhiều khi họ họ làm có lẽ là nó, mình nói không phải nói chứ 100% mình trong sạch hay không thì cái đó chúng tôi không biết, tức là họ làm cái giấy thôi, họ giao cho con cái tài sản cũng nhận bao nhiêu lâu đó, thì trong thời gian đó là họ giữ 10 giới, dầu rằng họ là thân sinh nam của trên nữ à, họ giữ 10 giới à. Nhưng mà trong sách vở thì không thấy ghi rằng đây, chúng tôi không có biết thì làm như vậy được hay không thì miễn bạn ha, không, không biết. Nhưng mà cận sinh nam nữ là giữ chín giới, giữ tất cả là chín giới. Quý vị nói là tám giới nhưng quý vị đọc lại thử coi phải chín giới không, cận sinh nam nữ là chín giới à. Đó. Bởi vì trong sáu cái hạng mà được gọi là tu sĩ đó, nghĩa là tu sĩ có sáu hạng tất cả. Thứ nhất là tỳ kheo, thứ hai tỳ kheo ni, thứ ba sa di, thứ tư sa di ni, và thứ năm đó là cái bà Thiệt Khả Mana đó, tức là cái bà này đang giữ sáu giới mà để hành trong vòng 2 năm để được lên cao đó. Đó. Thì cái nghe là có sáu hạng đó, nhưng mà nói chánh là vậy chứ, nhưng mà giữ rất nhiều sáu cái hạng đó thì tỳ kheo, chúng ta nói tới hạng nguyên thủy thôi, tỳ kheo là tổng cộng là 227, sa di á là 105 giới, 105 giới, còn tỳ kheo ni á là 311 giới, Sayini là 135 giới, là Sikkha Mana đó là chánh, giữ chánh là 6 giới cộng thêm 70 mấy cái chín mấy, chín mươi mấy, chín mươi mấy cái giới mà liên quan tới cái giới nhẹ nhất á, năng thì nó cũng nhiều chứ nó không ít, cái gì nên nhớ chuyện đó. Thành ra cái đời tu mà muốn trong sạch thì quý vị biết nó không có dễ đâu, mà thà không tu thôi chứ tu mà không trong sạch là bảo đảm ít có con đường đi lên lắm. Con đường đi lên nó, quý vị thấy bà vợ của vua bà sẽ nó đi đó, bà làm phước nghe rùng rợn vậy đó, nghe trong trong thời Đức Phật không có đàn bà nào làm phước nghe vĩ đại giống như bà đó, nhưng mà chỉ có một lần nói dối ông chồng thôi, vẫn đi xuống như thường, đều bà đi không lâu tại vì cái phước bà nhiều quá, chứ còn cỡ mình nó đi xuống là đi múc chỉ luôn, múc chỉ nói theo đời, nói theo cái danh từ giờ gọi là múc chỉ cà tha đó, mà chúng tôi biết múc chỉ cà tha là múc chỉ gì vậy chứ mà đó, thấy không? Nên cẩn thận, nên quý vị nên nhớ, quý vị khi mà quý vị vô chùa để nơi xin làm cận cái nam nữ vậy, nó nhớ vậy đang giữ chín giới ngàn, quý vị muốn giữ 10 giới cũng được là theo cách hồi nãy tôi nói đó, nhưng mà nó có được đúng như đồng trong hay không mà chúng tôi không biết. Nên bây giờ thời Đức Phật người ta giữ 10 giới, người ta không có tài sản, đa số là người ta vô nó không có tài sản thì chỉ giữ 10 giới để người ta thử là người ta sống được bao lâu, thì để người ta chuẩn bị cho người ta tu của người ta đó mà, chứ còn mình không thử mình vô là nhiều khi mình làm nửa chừng được cái mình bỏ cuộc, mà đã vậy rồi mình còn tạo nghiệp ác thêm nữa, không có lợi ích gì cả. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, con kính tri ân Ngài. Dạ, Ngài cho con hỏi thêm một câu nữa rồi con sẽ xin trao mic lại cho anh tu học Phật Pháp. Dạ, nãy Ngài có nhắc về cái sự sám hối của một cái vị tỳ kheo đó, thì Ngài nói là đỡ cái tội đi địa ngục. Vậy mình phải hiểu cái chữ sám hối ở đây như thế nào thưa Ngài?
Có nghĩa là để cho cái tâm mình nó không còn trạo hối, nó không còn dai dứt để mà ác pháp nó không sanh khởi. Nhưng mà khi mà đã làm thì cái quả của cái bất thiện pháp nó vẫn cho quả không thưa ngài? Dạ con thắc mắc ở chỗ đó. Dạ con kính trọng bất tài cho ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Khi quý vị coi cái chi mà là quý vị giữ giới là nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chi thuộc về vô giới, và cái thứ hai chi thuộc về nghiệp. Thành ra mình sám hối thì cái những cái chi thuộc về giới nó trong sạch, nhưng mà cái chi thuộc về nghiệp nó không thể trong sạch được. Thành ra quý vị sám hối đó, cái chi thuộc về giới nó trong sạch, làm cho quý vị nếu mà cố gắng mà thực hành theo giáo pháp Đức Phật, mà nghĩa là 100% cái khả năng làm thì mình có thể mình đắc được đạo quả thánh đó. Mà nếu mà đạo quả thánh đắc đạo quả thánh thì cái đó là nó cấm bốn đường ác đạo. Còn nếu mình không có hành được tới tới cái mức đó, mức thánh đó, là vẫn là phàm nhân như thường, thì cái chi thuộc về nghiệp nó vẫn theo, nó lôi khổ mình như thường. Nên nhớ chuyện đó, đừng tưởng sám hối là trong sạch 100%, không có trong sạch về phương diện giới mà thôi, chứ không có trong sạch về phương diện nghiệp. Đó. Thành ra khi nào quý vị học, quý vị nên hiểu đó, khi quý vị phạm cái điều nào trong cái giới đó, một là đức đức giới, mà đức giới thì tạo nghiệp luôn. Cái thứ hai không đức giới, tại nó không đủ chi để đức giới, nhưng vẫn tạo nghiệp như thường, chứ làm sao không tạo nghiệp được. Đó. Thành ra là mình luôn mình tạo, thành ra khi mình sám hối rồi, cái giới nó trong sạch thôi, chứ cái nghiệp nó không trong sạch được. Mà nghiệp không trong sạch thì chắc chắn đi bốn đường đạo là chuyện tương lai mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thay mặt trong room kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư. Dạ, xin mời những anh chị khác nêu các cái vấn đề khác của mình ạ. Dạ, có một cái câu hỏi là kính của cổ Thiên Lạc. Kính thưa ngài, con có nghe một cái vị sư dạy là một số vị phạm thiên đắc tứ quả vẫn chưa sanh được vào ngũ tịnh cư, xin ngài chỉ dạy cho con. Con gửi mic cho sư ạ. Con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghe đắc tứ quả, phạm thiên đắc tứ quả rồi thì đâu còn sanh lại được, nhưng mà sanh cho ngũ tịnh tứ sư làm vậy. Cái người đắc tín quả thì không còn cái gì mà được gọi là tâm sanh nữa, không thể đi sanh được, chỉ còn tâm tử mà thôi. À, quý vị nên nhớ đó, khi mà bình thường đó là mình đắc, ví dụ như bây giờ về đi nói về cho dễ hiểu, nói theo thứ tự, mình đắc ngũ thiền rồi mình đắc tam quả này, nó tam quả cho tứ quả thì không còn sanh lại đâu, đừng đừng có nghĩ tới đó mệt quá. Mình đắc tam quả tức là bậc A Hàm đó, mà đắc đắc ngũ thiền. Mà nếu mà đắc ngũ thiền mà trong năm cái chi của ngũ thiền mà nó không không có đủ năng lực mạnh á, thì chỉ vị đó sách sanh vào cõi quảng quả. Nhớ chuyện đó, sanh vào cõi quảng quả. Nhưng mà cái vị đó đó là năm cái chi đó mà là nó có năng lực không có đều nhau thì sẽ sanh vào cái năng lực của cái chi nào mạnh nhất, ví dụ như mình nói là trí tuệ mạnh nhất đó. Thì đó được sanh vào cái cõi ngũ tịnh cư cao nhất, Akanitha đó nha. Còn tùy theo cái những cái khác ấy đấy là đó. Thành ra nó vẫn phải có điều kiện như thường, chứ không phải cái vị tam quả nào mà đắc ngũ thiền đều sanh vào cõi ngũ tịnh cư, cái đó không có đó. Năm cái chi mà về ấy đó, tức là tính tấn niệm định tuệ đó, mà nó có năng lực, cái chi nào nó có năng lực thì sanh vào về cõi đó mà thôi.
liên tục từ thấp tới cao năm năm ấy đó. Còn nếu cả năm chi đó nó quân bình nó không có mạnh gì đi hết đó, thì vẫn sanh vào cõi quán quả như thường, tức là cái cõi cõi cái thiền thứ năm quý vị nào cõi trong bản đồ thì bên phải là cõi quán quả, bên trái là cõi cõi gì của mấy ông sảnh giá tại sạp tạp rôm á đó. Chứ là đâu phải là còn tứ thánh quả thì đừng nói tới sanh nữa, đã đắc tứ thánh quả cũng không có sanh vào cõi ngũ tịnh cư được là vậy ha. Nam mô Bụt Thầy dạ. Mô Bụt Thầy dạ, chúng con kính triền lời dạy của sư ạ. Dạ, xin mời mọi người ạ. Rồi, xin mời những anh chị khác. Rồi, như vậy thì con sẽ nêu tiếp cái vấn đề về cái lý duyên khởi. Trong cái lý duyên khởi 12 chi thì có thể nói rằng là cái truyền thống từ rất là nhiều những cái vị giáo thọ thường dạy rằng là vô minh giới hành là quá khứ, thức danh sắc lục nhập xúc thọ là ở hiện tại, ái thủ hữu lục là ở hiện tại, còn cái sanh lão tử sầu bi khổ u não là cái thời tương lai. Thường là chia ra như vậy, chia ra thành ba cái thời như vậy. Quá khứ thì là vô minh giới hành, rồi cái thời hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, và tương lai đó là cái sanh lão tử sầu bi khổ u não. Nhưng mà cái việc mà chia như vậy á, từ xưa tới nay thường là chia như vậy á, thì chia như vậy dễ dẫn tới một cái hiểu lầm. Như vậy không lẽ ở hiện tại không có vô minh hay sao? Rồi không lẽ ở hiện tại không có sanh, không có già, không có sầu bi khổ u não hay sao? Cho nên là cái sao lại mà chia như vậy đó thưa sư? Thì là mình như vậy đó, thì mà dường như là hễ mình nói tới 12 duyên khởi là chia thành ba thời như vậy. Thì chúng ta nên hiểu cái vấn đề này như thế nào để mà mình đừng có bị hiểu lầm thưa sư. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra khi mình học đó, thì các cái vị mà tứ thiệt mà họ dạy mình đó, giảng sư hay là thiền sư những dòng đó, là họ chia như vậy để họ giải thích cho mình hiểu và nên nhớ cái chuyện đó chúng tôi nói hồi nãy đó. Thế bên cái duyên khởi đó thì không có quá khứ hiện tại gì cả, nó chỉ là hiện tại không mà thôi, chứ không có quá khứ tương lai gì cả. Tại vì mình lấy một cái tâm để mình tính cái số chi pháp của cái duyên khởi cho đó, thì làm sao mà nó có quá khứ hiện tại. Nhưng mà mình phải học cái quá khứ hiện tại để mình hiểu qua cái vấn đề duyên hệ, mình nhớ chuyện đó ha. Bởi vì duyên hệ chúng tôi nói là nó tính tới năm chiều là vậy đó, trên dưới trước sau trong, nó trong thôi, ngoài tiền thường ngoài là trên rồi, ngoài là trên là tính trên đó. Chứ chứ còn mà nếu mà nói trong một cái một một sách nào mà mình cứ chia quá khứ hiện tại vị lai thì cái chuyện nó không thấy chia được. Nhưng mà người ta thường người ta chia như vậy, chia trong 12 cái chi pháp đó đó, cái nào là sao làm sao làm sao vậy đó, để khi mình giữ dụng mình áp dụng vào duyên khởi. Nhưng mà thật sự để dùng trong duyên hệ mà thôi, họ nói duyên khởi nhưng mà mình chỉ dùng trong duyên hệ mà thôi đó. Bởi duyên hệ thì nó liên hệ tới rất nhiều cái, bởi vì quý vị đọc trong 24 cái chi tóm tắt quý vị sẽ thấy nè, nghĩa là cùng sanh cũng có, sanh trước cũng có, sanh sau cũng có, này này kia sùng không, nó bao nhiêu chuyện á. Cái lúc mà có mặt cũng có thể tính là chi của cái pháp đó, mà lúc mà vắng mặt rồi đó, nghe diệt rồi vẫn còn có thể là chi của cái pháp đó được. Nhưng mà trong trong duyên khởi thì không 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 thể tính vậy được, bởi vì chúng ta đã nói rồi, dở một sách na tâm ra thì làm cho chỗ nào mà quá khứ, chỗ nào hiện tại, chỗ nào vị lai.
Nhưng mà nếu quý vị đem cái duyên hệ để ứng dụng vào duyên khởi, duyên cái duyên khởi để ứng dụng vào duyên hệ đó, thì quý vị phải cần cái đó. Nên quý vị mới biết nó nghĩa là cái tâm sanh như thế nào. Ví dụ như bây giờ đó, huynh tự lấy một cái là huynh huynh nếu mà huynh có khả năng huynh tính rồi huynh thấy rất là rõ ràng. Ví dụ như nhãn thức đi, thì bây giờ mình tính ở phía trên trước là phía trên thấy cái gì, tức là cái đối tượng của nó. Ví dụ mình vẽ cái lộ trình tâm, mình thấy ở trên cái đối tượng của nó đó là ở trên đó. Còn phía trước là gì? Phía trước là ngũ môn hướng tâm, phía sau là gì? Ngũ môn hướng tâm chặt khu viên gia ná sống tịch cho nó là sống tịch cho nó, nó thấy không? Rồi phía dưới là gì? Phía dưới tức là những cái sắc đi trong cái chặt khu quyên nha ná đó, tức là sắc thần kinh để cho hai cái nhận thức nó nương vào đó đó, thì nó sẽ được bao nhiêu cái, bao nhiêu cái duyên duyên đó. Rồi trước phía sau trong ngoài này kia chồng mà tính là bởi vì tâm mới rồi trùng trùng duyên khởi thì vậy, thì trùng trùng duyên khởi mới có cái chuyện mà quá khứ vị lai là trên dưới trong ngoài gì không chồng á. Chứ còn bây giờ là tính theo duyên duyên khởi là lấy một cái tâm, ví dụ tâm tham nhất đi, mình tính có đủ 12 cái chuyện đâu, rồi chuyện cái nào sanh trước hay nó đồng sanh nó có cái tâm tâm tham thứ nhất đi, nó có 19 là tâm sở mà nên bỏ những cái tâm sở mà có khi có hay không này không tính đó. Rồi mình tính thực coi đó, nó 20 chuyện như vậy đó, nó đồng sanh hay là sanh trước sanh sau, thành ra trong duyên hệ không có cái chuyện đó. Nhưng mà người ta chỉ cái chuyện, người ta dùng cái chuyện đó để mình áp dụng cái duyên khởi đó vô duyên hệ khi nào mình học theo những cái điều kiện của duyên hệ. À, nhưng mà mình thường thường mình hay làm lẫn vậy đó, chứ hỏi bây giờ một trong một sách na tâm mình lại mình biết cái nào thì quá khứ nào vị lai cái nào gì ông sùm, thấy không? Không có biết gì cả, nó thiệt sự đó. Nó mô bích thai á. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cho con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ, nhưng mà trên thực tế thì rõ ràng đó, sư, là dường như là tất cả mọi vị giáo thọ hễ mà nói tới 12 duyên khởi là đều chia ra thành ba cái giai đoạn như vậy. Vô minh giới hành là ở trong quá khứ, còn ở trong hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thái thủ hữu. Và như vậy rất dễ gây ra một cái sự hiểu lầm. Cũng như vậy trong 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 hiện tại không thấy vô minh, rồi ở tương lai thì có sanh lão tử, như vậy thì ở hiện tại không thấy có lão có tử hay sao? Dạ, bởi vậy con mới nêu cái vấn đề như vậy, nó rất là phức tạp. Dạ, thì là xin là sư già giải về cái vấn đề đó. Dạ, chúng con xin tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư về cái chỗ này. Dạ. À, thì ở trong cái lý duyên khởi đó sư, vô minh duyên cho hành, như vậy thì một cái người mà họ có minh thì minh duyên cho gì thưa sư? Vô minh thì duyên cho hành, hành ở đây thì có thể mình hiểu đó là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, hay là thân hành, khẩu hành, ý hành. Như vậy thì khi mà minh thì duyên cho cái gì? Dạ, con kính gửi mic là xin sư chỉ dạy chỗ này ạ. Nam mô Bụt Tha Gia kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Thì quý vị đã nói rồi mà huynh không chịu hiểu. Quý vị đem một cái tâm nào đó ra thì quý vị sẽ biết cái điều kiện nó là một trong 12 tâm bất bất thiện thì mới có vô minh duyên hành mà thôi. Chứ bận bây giờ mình lấy cái tâm quả vô nhân á, là lấy cái ly vô minh ở đâu mà duyên cho hành, mà lấy cái tâm quả hữu nhân đó thì vô lấy cái gì mà duyên cho hành. Thành ra khi mình học cái đó đó, mình học phải học từng cái thì mình mới mới hiểu, mà trong cái tâm tạng thì họ chỉ tóm tắt mà thôi, nó chứ họ họ không có giảng, là ra mình học sơ sơ là mình chết ha. Ví dụ như bây giờ mình nói cái tâm đó là cái tâm cái tâm thiện đi, cái tâm thiện á thì bốn tâm thiện tương tương ứng trí đó là gì? Cụ sa lá mu lá bạch chaya sẵn khả rô,
Đó. Thì cù xà lá mu lá đó, bà bạch gia sẵn khả rô là gì? Sẵn khả nó chỗ này đó là tâm sở tư, thì do cái thằng cù xà lá mu lá là cù xà lá mu lá là nó có ba cái đó, tham sân ấy, vô tham vô sân vô si đó, thì minh tức là vô si, thì vô si nó vẫn duyên cho tư được chứ đâu phải là chỉ có vô minh duyên hạnh. Thì vô minh ở đây nó minh ở đây nó duyên cho hành chứ làm sao nó duyên cái khác được. Chỉ có 12 tâm bất thiện mới vô minh duyên hạnh, mà trong cái các tâm thiện đó, là minh duyên hạnh, hoặc là trong tâm sự tế thì minh duyên cho hành. Chứ còn bây giờ bây giờ mình không lấy từng cái loại tâm ra mình ấy là mình chết đó. Bây giờ hỏi họ hỏi trong bốn cái tâm đại thiện đầu tiên thì nó là mà mình lấy cái gì để duyên cho hành trong đó. Thì trong trong Pali nói rất rằng cục xà lá mu lá bạch chì gia sẵn khả rô, cục xà lá mu lá là gì? Vô tham vô sân vô suy duyên cho hành. Đó. Thành ra tùy theo đó mình coi trong đó mình mới biết cái gì ấy gì chứ. Chứ còn bây giờ mình học cái thuộc lòng 12 chi rồi, cái chỗ nào mình cũng nói 12 chi đâu có được. Chúng ta nói là nó không có đủ 12 chi, trong 12 chi chỉ có phần 11 mà trong 8 phần đông là ta 8 tâm tham thì nó còn đủ rồi, mấy dưới đó là nó lại bớt bớt lần lần cái nóng qua đi giờ đủ đó. Đó. Còn chỉ có trên đó nó mới có vô minh thì nó mới duyên hành được. Còn vô minh mà duyên cho bất đồng hành hay cái gì ở phía dưới đó là cái đó là tính qua duyên hệ rồi. Bởi vì thí dụ như cái vô minh đó mà mình nó mì duyên cho cái hành ở trên siêu thế đi, hành nó siêu thế cái tâm sở tư trong siêu thế làm sao nó duyên được, nó diệt mất hồi nào rồi nó duyên duyên là sao đó. Đừng nói chi tâm siêu thế, tâm tâm thiện đại thiện rồi, đại thiện thì cũng là minh minh duyên cho hành trên đó chứ không thể nào là cái vô minh được. Thành nó tùy theo chỗ để mình mới mới biết là cái đầu, từ đầu nó khởi đầu là thì vô đâu. Ví dụ trong tâm bất thiện khởi đầu là vô minh duyên hạnh, nhưng mà trong tâm đại thiện thì cái ba cái tâm kia nó duyên cho hành, tức là minh nó duyên cho hành chứ nó không thể là vô minh được. Anh nó phải tùy theo chỗ cho mình mới biết vậy chứ. Tâm mô Bích Hà dạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Con kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư ạ. Và cái vấn đề con muốn xin sư giảng ở đây đó là cái chữ minh này là ngược với vô minh đó thưa sư. Dạ, ý con muốn hỏi là như vậy. Vô minh đó là bất tri ở trong cái tứ đế, không có hiểu, không có thấy được về cái bốn cái sự thật. Bây giờ là một cái vị có coi như là có minh là đã thấu hiểu được tứ đế, thì cái ý con muốn hỏi à cái tâm đó đó thưa sư, à, khi mà minh như vậy đó thì nó duyên cho cái gì? Khi mình vô minh thì nó duyên cho cái sự gọi là tạo nghiệp thiện hoặc là bất thiện để mà đi luân hồi. Như vậy khi mà minh thì nó duyên cho cái gì? À, mà rõ ràng là khi mà minh vẫn còn có thân hành, khẩu hành và ý hành, như vậy thì nó sẽ duyên cho cái gì? Ý con xin sư quan hỷ từ bi chỉ dạy rõ hơn về chỗ này một chút nữa. Còn kính gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Nguyện Giả Kính Thưa Chư Vị. Thì minh duyên cho hành, rồi hành tức là tâm sở tư đó. Thầy ơi, Phật đã nói rồi. Rồi quý vị ta nói cù xà lá mù lá bạch chà gia sẵn khả rô, tức là minh duyên cho hành. Mà cái hành đó là gì? Hành đó là phúc hành. Còn nếu ở trên cái tâm vô sắc á thì minh duyên cho cái gì? Thì nó cũng là cù xà lá mu lá bạch chì gia sẵn a rô, nhưng mà sẵn a lá là cái đó là bên nó gọi là gì, bất động hành. Năm thứ tư vô đó là bất động hành, còn ở dưới á, là phúc hành. Thì trong tâm đại thiện minh nó duyên cho phúc hành, thì nó mình phải hiểu mấy chuyện đó chứ, mình phải coi trong Bali đó biết trong cái phần đó như thế nào. Ví dụ như bây giờ trong ngủ trong thức á, Bali trong ngủ trong thức cái đó cũng nói là
sẵn khả ra bà gia nguyên gia năng là nó bắt đầu từ cái tâm sở tư rồi, chứ nó không có còn vô minh hay minh gì, bởi vì trong đó vô minh cũng có, minh cũng có. Nó thành ra cái trong cái ngũ song thức á, trong Bali nói rất rõ ràng là sẵn khả đá bạch trì gia nguyên gia năng nguyên gia ná bạch trì gia na măng. Nó thành ra nó rất là nhiều chuyện đó, phải học từng, bởi vì đó đối với dân sở chúng ta nói rồi là phải coi từng cái tâm để mình biết nó là cái gì, chứ không không thể là nói một cách chung chung là à, chỗ đó mười mấy chi gì, không phải. Ví dụ cái ngũ trong thức nó phát sanh làm gì có vô minh, có hoàng có minh trong đó đâu mà duyên, thành ra nó mới gọi là sẵn khả đá, tức là cái gì, là tâm sở tư trong phúc hành phi phúc hành diễn trùng á, rồi tại duyên thế có mặt. Thì bây giờ mà hỏi bây giờ đó, cái bảy cái tâm mà vô vô nhân ở trên là nó là cái quả của phi phúc hành, không tất cả 12 tâm bất thiện, mà ta mười cái những cái tâm quả dưới đó là nó do cái phúc hành đó, thành ra cái phúc hành đó và phi phúc hành nó duyên cho ngũ song thức. Cái chữ chữ sẵn khả đá bạch trì gia nguyên gia năng, nó nguyên gia năng ở đây là ngũ song tức, mà sẵn khả đá bạch trì gia tức là phúc hành, tức là tâm tư trong ấy đó, và phi phúc hành tức là tâm tư trong 12 tâm bất thiện, nó duyên cho ngũ song tức, thức trên và thức dưới. Thì trong đó là nó nghĩa là thuật trong Pali ra coi nó nói rất rõ ràng, chứ Đức Phật dạy rất rõ ràng chứ không có gì không rõ ràng hết đó. Còn bây giờ đó mình chỉ đọc cái tóm tắt của các thầy các giảng sư người ta viết ra, cái mình cứ nói cái này nói cái kia, mình phải bắt được cái chi pháp cái chỗ mình nói. Vậy chúng tôi khuyên quý vị nó muốn hiểu được thập nhị duyên cho nó rõ ràng đó, là phải đem từng cái ra mình coi nó có bao nhiêu chi pháp trong 12 nhân duyên đó thì mình mới biết nó là cái gì. Chứ còn khi không tự nhiên cái mình nói ấy đâu được. Bởi vì cái những cái đó đó mình biết cái phúc hành nó nằm chỗ nào, phi phúc hành nó làm cái gì đâu đó, là mình tìm đều ra được hết đó. Còn mình không có tiếng lên đấy rồi mình cứ hỏi cái kiểu đó là nó lộn xộn, nói riết là không hiểu gì hết, tại nó bù, nó lộn xộn tùm lum à, chứ không thấy gì đó. Chúng tôi không biết là ở Việt Nam thì có ấy đó, chứ còn mấy cái mà họ dạy về cái Bali mà trong cái này đó, hình như là chúng tôi nhớ sư chú học trong cái không phi di pháp thứ hai đó, tức là không phi đầu tiên mà thâm má sẵn anh đi, cái thứ hai là quý phân khá. Quý vị vô cái không phi quý phân khá coi cái chỗ chữ bạch trì gia ca rá đó, bạch trì gia ca trong cái phẩm đó, thấy nó nói rất là đầy đủ, họ phân tích cho cái tâm đó như thế nào, chứ không phải ấy đâu. Và họ mình dựa vào Bali để mình tìm ra những cái chi pháp thì mình nó biết nó là như thế nào, chứ còn bây giờ cái bởi vì đã nói rồi, nếu mình nó duyên vậy đó là để người ta tính theo duyên duyên hệ chứ theo duyên khởi đó, thì phải từng cái tâm một chứ không thể là nhiều tâm được. Quý vị là nhớ chuyện đó. Mà một cái tâm chỗ đó nó có bao nhiêu chuyện thì chỉ có bao nhiêu chuyện mà thôi, chứ không phải là lúc nào ai còn còn duyên hệ thì nó tùm lum ra hết, chứ nó không ấy, trên dưới trong ngoài gì nó đều có thể là tính ra nhân duyên hết á. Còn duyên duyên khởi thì nó chỉ tính trong một chuyện mà một loại tâm đó mà thôi, chứ còn nếu mà loại tâm khác thì nó lại là chuyện khác rồi đó. Bởi vì thí dụ như ở trong tâm đại thiện thì phải là dùng minh nó duyên cho cái gì đó, chứ không thể là vô minh duyên cho cái đó được. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy là vô minh nó duyên từ dưới lên tới các tâm hệ thế trên được, đó là nó tính theo duyên hệ chứ không thể nào tính theo duyên khởi được.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ tại mình giải cái 12 duyên khởi mà theo chi pháp như sư vừa mới chạy đó thưa sư, thì đôi khi có nhiều người Phật tử họ không có học về 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 vi diệu pháp, họ không rành về chi pháp. Nhưng mà 12 duyên khởi đó cũng có thể là được trình bày theo cái nghĩa chế định ở như trong cái kinh Tạng. Thì nếu như mà mình giải cái 12 chi pháp đó mà theo hoàn toàn theo cái nghĩa chính thì có được hay không thưa sư? Để mà giúp cho cái người không có kiến thức về vi diệu pháp, về chi pháp, không có hiểu được là chưa được học vô minh chi pháp là si hay là minh chi pháp là vô si hay là gì đó, thì khi đó thì mình phải mình có thể giải để cho mà cái người nghe mà dựa trên hiểu theo cái nghĩa chế định đó mà có thể áp dụng cái lý 12 duyên khởi này vào cái gọi là cái đời sống thực tập mà thiết thực trong cái đời sống thực của mình như thế nào thưa sư. Tức là sau khi mình học về 12 duyên khởi nè, thì ý con hỏi đó là mình áp dụng cái giáo lý 12 duyên này nè vào cái đời sống tu tập của mình đó, nó mang cái giá trị thiết thực như thế nào, chứ không phải là mình chỉ nắm một cái mớ khái niệm vô minh là cái gì rồi hành là cái gì ở trong đầu của mình mà mình không có vận dụng, mình ứng dụng ra ngoài cái đời sống thực tiễn được, thì như vậy đâm ra nó cũng không có giá trị nhiều. Như vậy thì mình nên áp dụng như cái lý giáo lý 12 duyên khởi vào trong cái đời sống thực của mình. Và con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn ngài dạ, kính thưa chư vị. Quý vị không học tới nơi thì không thể đem cái đó áp dụng trong đời sống hàng ngày được. Cái thứ hai, thường thường nó muốn áp dụng trong đời sống hàng ngày thì những cái học để hiểu rồi đem ứng dụng trong cái đời sống của những cái người mà hành thiền. Quý vị bỏ công quý vị vô hành thiền thì quý vị tới một số cái điều kiện mà của cái duyên của cái những cái tệ cao cao đó, thì bắt buộc quý vị phải hiểu cái này thì mới có thể hiểu được, từ đó mới đem ứng dụng trong cái đời sống được. Còn ví dụ mình không hiểu thì chúng tôi nói vậy đi, ví dụ như bây giờ đó quý vị sinh ra quý vị không học gì hết, lớn lên rồi cứ đi làm ruộng làm cu li rồi này kia dùng, rồi quý vị ứng dụng vào đại học quý vị là dùng cái gì ứng dụng? Dùng những cái theo đời đó ứng dụng, nó cho cái giá trị rất là thấp kém vậy. Còn nếu quý vị muốn cả hơn thì quý vị đi học, mà khi quý vị học hết tiểu học nó khác, mà hết trung học nó khác, mà học hết đại học nó khác, thì tùy theo cái đó mình mới ứng dụng vào cái đời sống mình được. Thì cái này mình muốn ứng dụng theo cái đời sống này, thường thường cái những cái duyên hệ duyên khởi duyên này duyên nọ ông đó là ứng dụng trong cái đời sống của cái vị mà hạ thủ công phu hành để tìm thấy những cái gì để mình nó lôi mình đi ra khỏi những cái cuộc khổ hiện tại này, nó mình mới cần học cho nó đúng mức, cho nó đúng đúng chuyện thì mình mới ứng dụng được. Còn nếu mình không học đúng mức, không học ứng dụng, không để ứng dụng được, mà không thể ứng dụng được thì nếu mà mình có ra mình đọc từ đầu đuôi, đọc nghĩa thuộc lòng, đọc giống như là mình thứ thiệt á, đúng không làm gì được cả, mình không biết chi pháp thì làm sao mình ấy được. Thì bởi vậy mình dùng cái đó để tại sao? Tại vì thì mới bắt đầu mình học từng cái, ví dụ như bây giờ đó mình ứng dụng những cái mà người ta dạy thông thường đó, nếu mà quý vị mà có học đàng hoàng thì quý vị bắt đầu vào được cái tệ thứ nhất là thấy danh sắc. Còn quý vị mà không biết danh sắc thì quý vị quán cái gì để thấy danh sắc? Rồi tới tệ thứ hai là bắt đầu là nó dính vào duyên hệ duyên khởi ông sùng. Rồi quý vị mới đi lên từ 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 lên trên được, chứ còn nếu không thấy thì sao đi được. Quý vị cứ nghĩ vậy đi. Thành ra mình cứ học, mình học theo cái kiểu mà từ xưa về dạy người ta chú học rồi không xài được, không ứng dụng được là vậy đó. Tại vì mình cứ học thuộc lòng, mà học thuộc lòng những cái chế định thôi. Mình tìm cái thực tính pháp không ra thì làm sao mình có thể mình ứng dụng được.
mà đời sống của mình nếu liên quan tới cả hai là chế định và thực tính thoát luôn đó. Còn mình học chế định mà mình không học, không bắt được thực tính pháp đó, thì nổi cái chuyện mà mình danh sinh hàng ngày mình dính mắt không, mình nuôi vũ chết. Thầy nó muốn đi lên cao hoặc đi xa đó thì phải bắt được những cái chi pháp của nó. Mà bắt được những cái chi pháp thì những cái chi pháp đó không thể nào ra khỏi những cái mà quý vị học trong trong bài kinh tứ niệm xứ cả. Quý vị không thể nào đi ra khỏi những cái duyên hệ duyên khởi này cả. Mà có thể là quý vị thấy cái lúc đó quý vị học đàng hoàng rồi đó, cái chừng quý vị vô quý vị ứng dụng chưa chắc quý vị thấy theo thứ tự giống như là quý vị học trong sách, nên nhớ chuyện đó. Sách người ta viết theo một cái cách mà có thể không ứng dụng được thực tế cho pháp hành nhiều chuyện lắm chứ phải không. Bởi vì khi mà mình học mình phát sanh, ví dụ như bây giờ vậy đi, có những người là tệ nhất thứ hai thứ ba thứ tư tới như vậy đó rất là nhanh, tại vì người đó đã tạo bao la mật trong nhiều tiền kiếp, thành ra khi người ta vô nó nhanh ghê lắm. Còn như mình là mình phải đi từng bước từng bước từng bước là nó lâu, nó không nhanh như người ta. Còn những cái người mà học ra nhiều đời nhiều kiếp mà theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì sau này người ta chỉ cần nghe một vài chuyện là người ta có thể người ta rẹt một cái là tới tệ, qua khỏi tệ thứ tư là người ta đi rất nhanh lên tới tệ thứ hai nó mới đứng đó. Còn mình phải đi từng cái là tại sao? Tại vì mình chưa phân biệt được cái chỗ nào là chế định pháp, chỗ nào là thực tính pháp. Mà trong chế định pháp này nó có bao nhiêu thực tính pháp, và ngược lại trong thực tính pháp này làm sao mình lôi nó ra từ cái chế định pháp nào đó. Chứ còn bây giờ mình cứ nhào vô thì từ xưa giờ rất nhiều người thuộc lòng đột, nghĩa là đọc bảo đảm vô mới duyên hành hành kiến thức duyên sắc, nhưng mà hỏi ra biểu phân chia từng cái, chiết ra từng cái để giải thích nó nhờ, họ làm không được là tại sao? Tại vì họ chỉ hiểu qua chế định pháp mà thôi, thì làm sao mà làm gì được, làm ăn gì được. Nó quý vị cứ nghĩ vậy đi ha. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á, con kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ kính thưa sư á, mình nói là bắt được chi pháp của từng cái chi trong duyên khởi, nhưng mà thật ra đó thưa sư là mình cũng bắt chi pháp qua ngôn từ và khái niệm chế định thôi, chứ đâu thể nào mà mình bắt được chi pháp đúng trên cái thực tại, phải không thưa sư? Dạ con kính gửi mic cho sư chỉ dạy chỗ này. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra nếu mình hạng hạ thủ vô trong qua pháp hành thì không thể nào giải thích cho quý vị hiểu được đó. Khi nào mình học để mình hiểu những cái chuyện mà liên quan tới chế định và thực pháp rồi, mình hạ thủ công phu để mình quán xét cái gì, cái trí tuệ mình nó thấy cái gì, cái chỗ nào như thế nào, thấy như thế nào đó, lúc đó mình mới đem ra mình coi lại cái điều mình học nó như thế nào thì mình mới thể thấy được. Chứ trong lúc hành đó, tích tắc chỗ đó đó cũng chưa thấy thì thấy thiệt đó, nhưng mà chưa chắc biết nó là cái gì và chưa có hiểu nó rõ ràng nó như thế nào. Thành ra trong trong cái pháp hành, tại sao những tệ đầu tiên phải cần ông thiền sư là vậy đó, tại vì cái mình thấy đó có thể mình diễn tả cái kiểu nào để cho ông thiền sư cũng hiểu được cái đó là cái gì. Tại vì cả cả bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi mình sống với chế định pháp không thì làm sao mình thấy thực tính pháp được. Mà trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp đó, hên lắm là gặp Đức Phật, ví dụ như thời buổi này mình gặp Đức Phật được bao mười mấy hai chục năm, kiếp sau chưa chắc gặp lại được nữa. Năm bảy kiếp đi xuống bốn đường ác đạo rồi trội lên quên hết, biến mất hết. Thành ra mình gặp được rồi mình phải học từng bước cho tới hiểu rõ cái chế định pháp trước, rồi mới suy xét qua theo cái thực tính pháp qua qua điều kiện của các pháp hành
chứ còn nếu mà không ấy làm sao ấy được. Mà thường thường đó mình không có hiểu được những cái đó, thành ra khi mà mình vô mình gặp ông sư ông dạ mình đó, ví dụ như đưa tay lên biết 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 cái gì, thì mình phải dựa vào cái điều kiện, vừa ở ngoài vừa ở trong. Ngoài là sao? Ngoài là sức hút của trái đất. Sức hút của đất nó đưa vào cái nào, khi mà mình dở lên tại sao mình thấy nặng hay là thấy cái gì đó, là nó dựa vào cái khác nữa. Mà mình không thấy được cái đó thì làm sao mình thấy được thực tính pháp, mà mình nói học rồi không bao giờ tìm thấy hiểu được thực tính pháp. Nó mới có chứ, ví dụ mình đưa cẳng bước đi là lấy cái gì bước đi, nếu mình quan sát đúng mức mình sẽ thấy nó là cái gì chứ, mà điều mình không diễn tả được chứ làm sao không thấy được. Còn mình học học không tới nơi, người ta biểu mình đi bước rồi bước dở bước đạp đồ này kim sùm, cái dở bước đạp nó có là cái gì mà nó gọi thực tính pháp đó. Nó có rất nhiều chuyện như vậy, tại vì mình không học tới nơi mà mình muốn hành để cho thấy cái này thấy cái nọ, thật sự cũng không thấy được gì cả. Bây giờ hạ thủ công phu học trước đi, học rồi sau đây từ từ sẽ thấy, khi nào học tới cái mức nào đó có khả năng rồi mình mới vô trường thiền để mình tập xem tìm hiểu những cái mà cái mình dùng cái tệ của mình nhìn đó, nhìn cái cử động của thân qua cái những cái đó để mình thấy coi thấy cái gì, thì lúc đó mình mới có khả năng mình làm được. Chứ còn bây giờ mình học chưa xong cái gì hết mà cái tại sao nó vậy, tại sao nó vậy. Xin thưa với huynh đó, Đức Phật có ngồi tại đây hỏi huynh hỏi kiểu đó, Đức Phật cũng không có giải thích cho huynh hiểu được, tại vì huynh không có căn bản gì báo học thì làm sao Đức Phật nói cho huynh hiểu được, chứ đừng có nói vậy đó ha. Nó phải hiểu cho tới nơi tới chốn, chứ còn hiểu mà chưa mấy cái này mà còn lặp lời như vậy thì đừng có nghĩ tới cái chuyện cao siêu chi cho mệt ha. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân về cái lời dạy của sư. Dạ con xin lấy một cái ví dụ về một cái đoạn kinh như vậy thưa sư. Này các cái tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về cái con đường thích ứng với Niết Bàn. Thấy sáu căn là vô thường, sáu cảnh là vô thường, sáu thức là vô thường, sáu xúc là vô thường, ba thọ là vô thường. Dạ. Thì nếu mà mình phân tích theo chi pháp á, thì sáu căn á nó chính là những cái thần kinh, nó chính là những cái thần kinh của những cái năm cái giác quan của mình. Thì như vậy làm sao mà cái năng lực của con người mà có thể thấy được cái thần kinh thị giác, cái thần kinh xúc giác, cái thần kinh khứu giác, vân 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 vân. Dạ. Cho nên rằng là mình nói là mình bắt chi pháp, nhưng mà thật ra chỉ là bắt chi pháp trên khái niệm. Chứ bây giờ con hỏi bây giờ làm sao chúng ta có thể bằng cái năng lực của một cái người bình thường mà chúng ta có thể thấy được, thấy biết được vào cái thần kinh thị giác ở trong đầu của mình, thần kinh thị giác ở trong con mắt, ví dụ như vậy. Thì như vậy chỗ này mình phải nên hiểu là thực hành như thế nào thưa sư, tức là thấy cái thần kinh thị giác là vô thường. Thần kinh thị giác mà mình thấy bằng những cái công cụ điện tử mình còn chưa thấy nổi, thì bây giờ không biết chỗ này mình nên hiểu như thế nào. Con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hàng giả dạ, kính thưa cho quý vị. Chúng tôi lặp lại câu này rất là nhiều lần từ xưa tới giờ. 84.000 pháp môn Đức Phật không có dạy cho chúng ta. Huynh nhận ra huynh hỏi thì chúng tôi có giảng tới tối giờ huynh cũng không hiểu được. Tại vì chúng tôi khi giảng tôi phải lấy dựa vào chú giải sớ giải đồ chúng tôi nói ra. Bởi vì chúng tôi đã nói rồi, chánh tạng này không phải dạy cho chúng ta. Thành ra khi mình nói mình muốn thấy sáu căn thì mình phải thấy cái gì trước, khi mình thấy sáu căn mình có quan sát cái gì trước thì mình biết cái đó là căn. Cảnh cũng vậy, chứ tôi phải nhào vô cái là mắt tai mũi lưỡi thân ý là căn là kiết gì đâu được. Huynh về huynh thử cái này rồi huynh sẽ biết cái điều chúng tôi nói ha. Huynh tối nay huynh về huynh thử đi, huynh lấy cái máy của sư á, cái máy cell phone hay là cái tép gì cũng được,
Huynh dùng cái tiếng chuông nó huynh gõ cái beng cái nó thâu vô cái đó. Rồi cái vài phút sau huynh gõ cái beng nó thâu. 2 3 phút sau thì gõ cái beng nữa cái nó thâu vô cái đó. Tối sẽ đóng cửa phòng, cái huynh đóng cửa phòng của huynh nghĩa là đừng để tiếng động bên ngoài tiếng gì vô đó. Huynh tắt đèn, huynh ngồi đó huynh mở cái máy đó lên đi. Rồi chỉ để cái niệm của huynh vô cái lỗ tai để coi. Quỳnh sẽ thấy cái gì khi mà nó xúc vô cái thần kinh nhĩ của Quỳnh, cái âm thanh mà nó gõ cái beng này đó. Quỳnh cứ để rồi đó Quỳnh coi, Quỳnh chỉ tập như vậy thôi á, nghĩa là Quỳnh chỉ thâu beng cái tiếng động đó, Quỳnh gõ cái beng cái là 5 10 giây sau beng nữa, có thể là 1 phút sau beng nữa, có thể ấy đó, trong vòng nửa tiếng thôi. Quỳnh nghe nửa tiếng đó, cho tới Quynh nghe thử rồi một trong vòng tuần lễ coi Quynh nhận dạng được khi mà nó xúc vô cái lỗ tai Quynh biết cái gì chưa. Về làm thử đi rồi mai mốt rồi nói chuyện này sẽ nói cho Quynh hiểu được. Chứ còn bây giờ Quynh chưa kinh nghiệm nó nói Quynh không hiểu. Nghe không? Bây giờ về tập đi. Đó. Tập để thấy cái sự xúc vô cái sắc thần kinh chỉ nó như thế nào. Rồi Quynh sẽ biết lúc đó là tại sao gọi là thấy. Thực tính pháp thấy cái gì thấy gì là lúc đó là biết liền. Chứ còn bây giờ chưa có tập chưa có học chưa có tới nơi tập chưa tới giống thì không thể nào thấy được cả. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá. Dạ con kính tri ân về lời dạy vừa rồi của sư ạ. Con xin mời những cái anh chị đạo hữu khác nêu các cái vấn đề khác lên để chúng ta làm cái bài học cho ngày hôm nay ạ. Xin mời các anh chị. Rồi, xin mời chị Hạnh Kiểm. Anh tôi thấy chị Hạnh Kiểm vừa mới giơ tay đó. Xin mời chị ha. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật. Con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư ạ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ thưa Sư. Thưa Sư dạy khó thiệt, con chưa có học được mà con cũng đâu có hành đâu, con cũng không hiểu biết gì hết. Dạ thưa Sư, con có vấn đề này. Con biết từ khi con biết Phật pháp là con biết con phạm vào cái mắc vào cái khổ nghiệp cũng nặng. Ở đây con trình bày sư rồi sư nghe rồi sư quan nghĩ sư dạy cho con nghe, nếu như vậy thì con có thể sám hối hết không á thưa sư? Làm hồi nhỏ con khi con chưa biết Phật pháp á, bạn bè có rủ con đi chùa. Con đi chùa thì ở quê con á là chùa Cao Đài với chùa Tịnh Độ. Đi vô chùa Cao Đài thì những cái bức ảnh mà cúng thất gì tụi mình thưa sư, thì con có hỏi thì mấy cô đó mới giải thích là khi người thân mình mất á, con cháu á thì làm lễ cúng chính cái củ này thì người thân sẽ sanh lên trời, không có bị ở dưới địa ngục nữa. Cái con mới trả lời với cô, nói cô ơi, cô nói như vậy thì cô nói đạo Phật mà dạy như vậy là dạy không có đúng rồi, con không có tin đâu. Tại vì nói như vậy mấy người giàu á, người ta có tiền, người ta cúng đủ chín củ thì không có bị, người thân không có bị ở đọa địa ngục, người ta làm ác, người ta giàu, người ta làm ác thoải mái luôn nha. Để lát một lần rồi sau cái ở bên chùa Tịnh Độ á, người ta có nhờ con qua làm thư ký thư sư, cái ghi á, ghi những người mà người ta đến người ta cúng tiền á, cái ghi tên người ta vô trong tờ giấy cảm tạ cho người ta đem về, thì người ta đi đến chùa người ta cúng tiền, người ta lãnh cái tờ giấy cảm tạ đó, ta đổi lại tờ giấy cảm tạ đó với một bịch chè người ta đem về. Như vậy là con không không thích, con nói là không 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 được, vậy lần sau cũng cứ đi chùa không được gì hết. Cái sao bạn bè rủ con đi chùa cái con mới nói như vậy. Mà ở ở trong chùa á thưa sư, thường thường á hay hay mời ngày lễ chùa cũng mời, ngày giỗ cũng mời, pháp hiệp mời, rồi
cái gì thi vàng thi gì đó cũng pháp hiệp mời. Con mới người ta rủ con đi, con mới nói về nè, làm con nói á, sau này con không có đi chùa nữa đâu. Nếu mà sau này mà con có tiền á, con có tiền, con nhiều tiền, con giàu có á, con đi làm phước ở mấy cái bếp ăn từ thiện ở bệnh viện á. Tại vì con thấy cái cảnh người ta đi bệnh, người ta khổ rồi, rồi người thân mà nuôi bệnh càng khổ hơn nữa, rồi vừa bệnh mà vừa nghèo vô đó, nó khổ đủ thứ hết trơn á. Con có tiền con đi làm phước ở đó chứ con không có đi cúng chùa. Thì trước đó con có nói như vậy đó thưa sư. Để sau này con biết Phật pháp rồi, con có nghe Phật pháp rồi, con biết chùa, con đi chùa là như là cái thời gian khi mà con quy y rồi là con dốc lòng con học hành, con thực hành theo những gì quý sư dạy, làm con phụng sự Tam Bảo. Con đến đến ngôi chùa nào mà con biết ngôi chùa đó cần cái gì là con về, con cố hết sức của mình, khả năng của mình để con phụng sự đó, thưa sư. Thì cái câu nói của con như vậy đó thưa sư, là con có mang tội nặng lắm không thưa sư? Rồi bây giờ nếu mà như vậy con có sám hối được không, mà sám hối cách nào thì con kính xin sư dạy cho con, để cho con hết hết cái tội lỗi của con ạ thưa sư. Và con xin dâng mít cho sư, những sư dạy con ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình gieo nghiệp rồi thì nó chờ cơ hội nó cho quả thôi, chứ còn bây giờ mình có sám hối sám gì nó không hết đâu, chúng tôi đã nói rồi ha. Cái chuyện mà mình á, mình sống hàng ngày đó thì phải dựa vào 10 phương pháp tạo phước, để mình cố gắng mình tạo phước cho nhiều, thì cái phước nó nhiều là nó dẫn mình chạy, thì cái nghiệp cũ mình làm nó có thể là nó không đủ năng lực nó theo kịp thì mình thoát được. Còn hãy mà mình không có tạo phước trong lúc hiện tại này thì không ai dẫn mình chạy tới, thì cái nó theo kịp là mình lãnh đủ thôi. Mình nhớ chuyện đó hàng ngày đó, đi tới chùa thì phải lựa chùa nào có thuyết pháp giảng đạo, có dạy mình những cái điều mà liên quan tới cái bình thường mình ấy tới là 10 phương pháp tạo phước hay là thập thiện gì này kia chồng đó, mình hỏi để mình hành theo để mình biết thế nào bố là bố thí cho nó đúng cách, thế nào là trì giới cho nó đúng mức rồi này kia chồng, thì những cái đó là mình học họ mình hiểu xong mình tạo, thì tức là mình tạo nghiệp tốt thì cái nghiệp đó nó lôi mình chạy tới. Còn nếu mà mình không, mình cứ lần đần đần mình lo mình suy nghĩ qua chuyện cũ mình làm cái đó sai này kim trùng thì nó chỉ dẫn mình đi tụt lùi mà thôi, không có lợi ích gì cả. Cái chuyện là đã khi làm rồi đó, dầu rằng biết hay không biết thì cũng không có nên nghĩ tới để làm gì, bởi mỗi lần mình nghĩ tới cái tâm mình nó sáo mòn, mà tâm mình sáo mòn cái tâm mình nó hối hận này kia là mình tạo thêm nghiệp ác chứ có lợi ích gì đâu. Nên tạo nghiệp thiện khác bằng cách mình bố thí trì giới, rồi mình tới những cái chỗ nào có dạy thiền dạy này đây đó, rồi mình tập mình gieo duyên thì mình tạo thiện pháp lần lần, thì cái thiện pháp nó dẫn mình chạy thôi, chứ đừng mình đừng nghĩ tới cái chuyện là phải đi sám hối rồi tôi đã làm tội này kia xong mình làm tội mình còn nghĩ tới nó, tức là mình tạo cho cái tội đó nó có nhiều năng lực thêm, đừng nghĩ tới đó nữa mà hãy nghĩ tới những cái thiện pháp mới, thiện pháp nào mình chưa làm thì nên làm để chi, để cho nó có năng lực nó lôi mình chạy tới mà thôi, đừng bao giờ mà cứ nghĩ chuyện cũ chuyện xấu chuyện xa, thì nghĩ ra nhiều chuyện thiện chuyện tốt rồi là không chừng nghĩ, thì mình càng ngày mình càng đi thụt lùi thì trước sau gì cũng lọt hố thôi hả. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ con kính tri ân sư, dạ con hiểu rồi thưa sư, dạ con cũng có suy nghĩ như vậy, là tại vì con lớn tuổi rồi và con phải liên tục làm những cái việc thiện, nghĩ điều thiện, với con thực hành những gì mà lâu nay con vô trong gum mà con nghe sư sư giảng dạy đó, thì con cũng biết và con cố gắng con làm, chỉ làm những cái điều thiện, nghĩ điều thiện thôi, còn những việc gì khác đó thì con không có nghĩ tới. Rồi con sẽ dâng lời sư, dạ thưa sư, rồi con xin hỏi sư một việc nữa, làm như hồi nãy con nói đó, là con đi đến chùa, con biết chùa cần những thứ đó, chư tăng cần những thứ đó,
thì con về là đó là con sẽ sắm sửa, con tìm những thứ mà chùa đó đang cần và vừa vị sư đó đang cần. Con có khi những cái chùa xa quá con không có đi, con không có đi được lần nữa, tại vì con không biết chạy xe nữa, thì con cúng như vậy đó, con gửi qua bưu điện rồi đó thưa sư. Như vậy thì con cúng như vậy đó có phải là mình không có cúng tự tay không thưa sư? Mình gửi cúng như vậy mình không có đến, mình đến tận nơi để mình dâng thì như vậy thì nó có phạm vào cái gì không thưa sư, hay là cái phước của mình nó có bị giảm, có bị có được tròn đầy không có thưa sư? Dạ con xin dâng mít cho sư dạy con thêm một điều nữa ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tôn và kính thưa chư quý vị. Thì thật sự ra đó mình nên tìm những cái nơi mình làm phước nó gần mình chút, bởi vì mình làm phước á mình làm tận tay thì nó đủ tam tư hoặc là tứ tư, tức là trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm và sau khi làm thời gian. Còn cái này mình gửi vậy đó thì cái phước nó chỉ có một phần mà thôi, tại vì cái tác ý trước khi làm thì có, nhưng mà trong khi làm này mình đâu có gửi rồi. Rồi sau khi làm những cái mình không biết nó như thế nào, mình đâu có cảm giác để mình nhận. Nên ra tìm những cái chùa nào ở gần hoặc là những cái vị sư nào mà mình biết, mà mình có, nếu mà để mình dâng cúng vật thực hay cúng bất cứ cái tịnh đại gì, hay là tứ vật dụng mà cần tận tay được á, thì nó có nhiều điều kiện để cái phước nó có năng lực, tức là trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Còn thường thường mình mà cởi đi này kia ông chồng đó thì nó không có đủ, mà nó không đủ tâm tư thì thường cái phước nó cũng có chứ không, mà điều nó yếu rất là ít chứ không có nhiều. Mà khi nó không có nhiều vậy đó thì có thể là ngày nào đó mình suy nghĩ ra thì cái tâm mình nó lại phiền não nữa ha. Nên là cố gắng làm thế nào để cái nó có năng lực, nó có năng lực thì làm những cái phước gì nên làm thần tay, và trước khi làm nên có sự suy nghĩ cho nó chín chắn, trong khi làm cũng vậy, và sau khi làm thì quán xét là những cái điều đó, xem nó có cái gì, cái khuyết điểm nào không, để lần sau mình làm nó được hoàn hảo hơn. Và tối hay là bữa sau mình nghĩ là cái việc đó làm với tư cách là mình niệm thí, ăn là cái trong thanh tịnh đạo về niệm thí ra coi là niệm thí như thế nào, thì mình dùng cái đó, cái phước của mình đã tạo đó, mình niệm như vậy thì cái nó có năng lực thêm, thì nó giúp cho mình rất là nhiều. Chứ còn nếu không thì thường thường đó đa số người Việt mình á làm phước thì rất là hăng hái, nhưng mà rồi về bữa sau là quên mất chứ không có phải suy nghĩ phải làm để cho cái năng lực của phước nó mạnh hơn, thì đó là cái điều kiện mà mình đã làm đó. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính xin tri ân sư ạ. Con cũng biết như vậy, nhưng mà thay vì ở nhà con rảnh rỗi thì nó có những thì nó những cái việc khác nó sẽ xen vô, thành ra là con ở nhà thì con làm những việc như vậy để phục vụ cho chùa, phục vụ cho chư tăng, thì con ở nhà con làm và con cũng thấy rất là vui á thưa sư. Trong lúc con làm con nghĩ đến việc làm của mình con cũng thấy rất vui, mà khi mà con gửi con cúng được cái ngôi chùa nào đó là con trong lòng con cũng vui, là con nghĩ là con làm được một cái thiện sự, mình làm được một cái việc có ích cho tam bảo thì con rất là ăn vui cái việc làm của con. Chứ đi chùa đi chùa mà bỏ gia đình đi hoài thì cũng phiền não trong chùa, mà ở nhà con làm thì trong gia đình cũng phụ tiếp con, cũng vui vẻ với con, thành ra con thấy thôi kệ sư ơi. Miễn mà mình làm thiện là được rồi, con thấy ăn vui là được rồi. Thì những cái việc làm đó là con nguyện cho
cái quả báo của con sinh ra sanh ra được sanh trong chánh pháp, được gặp những vị sư giỏi để dẫn dắt con nguyện như vậy. Chứ nếu mà phải đi đến đến nơi ấy thì con thấy nó cái sự đi đứng của con nó cũng khó khăn. Nếu chùa nào gần á thì con đi đến thường xuyên, cũng như có vô chùa gần á thì con cũng đến thường xuyên. Rồi những chùa xa thì con làm được những gì điều gì thì con cũng rất là mừng. Có khi bạn đạo con đi á thì con gửi gắm theo, con hùng phước với người ta thì con cũng thấy rất là hoan hỷ. Thì con cũng biết là con làm như vậy nó không có phước, nó không có bằng cái mình tận tay, con cũng biết. Nhưng mà có vẫn hơn hơn có vẫn hơn không đó, thưa sư. Dạ con nghĩ như vậy. Dạ xin sư hoan hỷ. Dạ con xin dâng quýt lại cho đạo tràng. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ con tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con thay mặt ở trong rừng kính tri ân về lời chỉ dạy của sư, về cái cõi của chị Hạnh Kiểm. Đọc tiếp, con xin đọc tiếp cái câu hỏi, không biết là âm thanh còn nghe được không ạ? Alo, 1 2 3 4, không biết âm thanh có còn nghe được không ạ? Các anh chị có nghe được âm thanh? Dạ, con kính tri ân ạ. Dạ, con đọc cái câu câu hỏi của nick là Chiếc Lá Mùa Xuân, thưa sư. Dạ, bạch sư, nếu điều kiện của chúng con không làm phước tận tay được thì tam tư có còn hợp lý với chúng con hay không ạ? À? Con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái câu hỏi của chị Chiếc Lá Mùa Xuân. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ Mày Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Mình không làm phước tận tay được thì nó không có đủ chi, thì làm sao mà hợp tam tư hợp lý gì hả? Trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, mà trước khi làm, ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như đa số người Việt mình đó, là phước gửi về Việt Nam, đó là mình trước khi làm. Nhưng mà khi mình gửi về đó, họ nhận lúc nào mình đâu có biết, đúng không? Rồi họ nhận rồi, tới chừng họ báo cho anh biết là họ đã sai hết rồi. Thành ra nên tìm cái chỗ nào mà tương đối gần, trừ phi tôi tìm không ra, hoặc là thân nhân của mình ở xa cả cái, thì mình mới dùng cái đó để mình ấy thôi. Nó không đủ tâm tư nhớ, nhưng mình cũng tạo phước được, không? Chứ còn mình có cơ hội thì nên tạo, làm sao mà có thể làm như vậy được đó. Thì cái đó nó tốt hơn, và nó có năng lực hơn đó. Chứ không có gì đó, đúng không? Rồi, hy vọng là cố gắng ăn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con đọc một cái câu hỏi ở của một vị gửi cho con, là xin sư giảng về thực tính pháp và chế định pháp. Là con thắc mắc rằng như vậy trong những bài giảng về lộ trình tâm, chia sẻ về từng sát na tâm, nhưng khi mà thực hành thiền, hành giả bắt gặp tâm nhận biết đối tượng lúc có lúc mất thì không thể nào kiểm tra tâm đang ở sát na nào trong lộ trình tâm. Như vậy sự học qua chế định pháp vậy có lợi ích chỗ nào ạ? À? Kính mong sư quan hỷ chỉ dạy. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái câu hỏi vừa rồi. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Này Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Nếu mình không có kinh nghiệm thì khó lắm. Cái điều nãy chúng tôi nói với Quỳnh Tù Hoàng Pháp á, chúng tôi xin lặp lại nó rõ ràng để quý vị về thực tập trong vòng tuần này, thứ bảy tuần tới, quý vị cho chúng tôi biết cái điều quý vị làm nó có như thế nào. Là quý vị tìm cái máy máy để thâu á,
Rồi quý vị kiếm cái chuông hay là cái mỏ. Rồi quý vị tìm cái chỗ kín kín chỗ ngăn. Rồi quý vị mở máy ra để thâu ra thì quý vị quấn cái cốc hay là cái beng vậy xong rồi vài vài giây sau quấn một cái nữa rồi vài phút sau quấn một cái quý vị làm trong vòng khoảng nửa tiếng vậy đó nghe xa khoảng cách xa gần nó không ấy nhau tối quý vị vô cái chỗ phòng nào kín kín chút để cho đừng có tiếng động ở ngoài vô đó quý vị vô đó quý vị ngồi chỉ để tâm để niệm trong cái lỗ tai mà thôi và mở cái máy đó lên bóng máy lên quý vị làm vậy đó tùy theo cái sự cái ấy đó, mới đầu đó thì chúng tôi bảo đảm quý vị là quý vị có thể dịch mình có thể này nọ và cái quan trọng là nếu quý vị đau tim thì không nên tập cái kiểu này bởi vì nó mà vô lỗ tai một cái là quý vị biết không ngày xưa chúng tôi tập lần đầu tiên đó là nghĩa là thiếu điều muốn xỉu quý vị tiếng nó nhỏ vậy đó nhưng mà trong đêm vắng mà nó đụng vô lỗ tai quý vị một cái giật bắn người lên chứ không phải dễ này nhiều lúc đó không biết mình tên gì nữa thì quý vị tập cho tới khi nào quý vị nhận dạng được cái lúc mà cái âm thanh đó mà nó xúc vô được cái lỗ tai quý vị đó nhận dạng ra được đó thì lúc đó quý vị mới biết thế nào là thực tính pháp thế nào là chế định pháp cái sự nghe lúc đó là không còn ý nghĩa nữa nhưng mà cái chữ xúc thì rõ ràng nó phát sinh mà cái xúc đó những cái xúc đầu tiên nó có thể là quý vị không có thấy được quý vị lo dịch mình chứ quý vị không có thấy được bởi trong cái đêm vắng vậy mà cái đó, đó thì quý vị về cứ làm vậy đó thử ăn 1 2 ngày thử coi coi quý vị khi mà nó xúc những lần sau nó xúc quý vị có được, được bình tĩnh ha, hay chưa nếu quý vị bình tĩnh ha, mà như thế nào rồi đó thì cái câu này chúng tôi sẽ giảng vào tuần tới để cho quý vị thấy phù hợp với cái điều mà quý vị thực tập để quan sát được cái xúc vào vào một trong những năm giác quan của mình đó tức là xúc vào cái sắc thần kinh nhĩ chứ còn sắc thần kinh mỹ nó xúc hoài quý vị không có biết đâu ha. Hay là lưỡi này kim sùm được khó biết bởi vì nó nhanh thành ra nên dùng cái thần kinh nhĩ sắc thần kinh nhĩ để cho nó xúc vào và mình ngồi trong đêm trong vòng chừng khoảng nửa tiếng vậy đó để quý vị nghe thử coi quý vị sẽ thấy nó như thế nào nên là nó rất là nghĩa là quý vị sẽ phát giác là quý vị nghe những cái điều mà chưa từng được nghe quý vị sẽ thấy những cái điều mà chưa từng được thấy đó là một trong những cái mình thể mình tập ra để mình quan sát những cái sắc thần kinh của mình khi mà nó xúc vào cái đối tượng của nó là nó xúc như thế nào đó, hy vọng quý vị về làm rồi lần sau chúng tôi sẽ nói về chế định nói về thực tính qua cái bài tập đó để cho quý vị sẽ thấy Nam Mô Bổn Thầy giác Nam Mô Bổn Thầy giá con xin thay mặt trong room kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ, có thêm một cái câu hỏi tiếp theo. Dạ, con nhận được á, là dạ thưa khi một cái người cư sĩ thấy một cái vị tăng mà coi ngày tháng xấu tốt rồi thiên văn địa lý như vậy đó thì có nên nghe theo hay không bạch sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề trong cái câu hỏi vừa nêu ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn giả kính thưa chư quý vị không nên nghe không có ngày tháng nào xấu tốt cả khi nào cái tâm quý vị là tâm thiện cái hành động quý vị làm cái việc gì mà nó phát sinh tâm thiện thì cái giờ đó là giờ tốt ngày đó là ngày tốt tháng đó là tháng tốt còn bây giờ quý vị ngồi quý vị coi trong lịch trong đấy nó nói ngày đó ngày tốt ngày đó ngày đó gì đó mà quý vị mua gà về cắt cổ để nướng hay gì đó thì cái hay là mua tôm về để luộc cái xong đó thì cái ngày đó sách có nói gì nó vẫn là ngày xấu sách có ca tụng cái gì nó vẫn là ngày xấu như thường thành ra xấu tốt do cái tác ý mà để cho cái tâm của mình nó là thiện hay là bất thiện nó dựa vào đó để mình quyết định cái đó cái nào là xấu cái nào là tốt Nam mô Bổn Thầy giá Nam mô Bổn Thầy dạ và còn kính tri ân về lời dạy của sư. À, xin mời các anh chị khác nêu tiếp tục vấn đề. Xin mời các anh chị.
Chúng ta còn khoảng chừng 25 phút nữa thôi. Xin mời các anh chị. Con kính mời sư dùng trà. À, vẫn chưa có vị nào nêu. Con dừng lại lâu một chút để... đây có một cái nick là tu tâm ạ. Dạ, xin sư chỉ dạy là thế nào là niệm thí. Dạ, thưa sư. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy, giá kính bạch chư tôn, giá kính thưa chư quý vị. Thì mình đem những cái gì mình cho đó là nó có một số cái điều kiện để mình ngồi đây mình lấy lại được. Thứ nhất là cái quách thụ, tức là cái đồ mình đem cho. Cái thứ hai là cái tác ý đó, chetana, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Cái thứ ba, cái sự cho đó, đó làm thế nào để nó không còn dính dấp vào cái sự nuối tiếc, hay là cái sự tham lam, hoặc là cái sự ngã mạn, hay là cái tà kiến của mình đó. Thì khi mà đủ qua để mình quan sát đủ qua điều kiện là mình đem cái vật đó để mình cho tới cái người hay là ấy, rồi xong đó là tối mình về, hay là khi nào rảnh mình đem cái việc đó ra mình quan sát lại trở lại coi cái chỗ nào là nó có đúng giống như là cái những cái chi mà mình đã học đó, hay chi nãy chúng ta nói đó, tức là phải cái vật đó đó nó có đúng với cái điều kiện mà cái người nhận đó không. Ví dụ như quý vị đem dâng cái đồ đó cho ông sư mà đó là chai rượu thì phải coi lại ha. Hoặc là cái chetana cả ba của mình đó, hoặc bốn của mình đó, nó có đủ là tốt thiện pháp hay không, hay là trước khi mình cho mình có mình tính tới mình cho ông đó tới trong trong lúc đang cho thì cái có thể tác ý nó cũng còn tốt, nhưng mà khi mình đã cho xong xưa của mình thấy ông sư cũng nhận xong ông đứng về cái thấy ông ui chao cái tướng ông sư này mà tu cái gì nữa. Tức là cái chê tình hà bà là nó không có ấy, đúng không? Rồi khi mà mình cho rồi đó thì mình quan sát là cái tâm mình từ cái lúc mà trước khi cho, trong khi cho và tới giờ này đó, cái tâm mình nó có dính dốc lại những cái ác pháp mà giống như là tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn rồi này kem dùm đó. Bởi vì mấy cái này tại vì mình không có quan sát, không để ý, chứ thường thường rất là thường bị, không? Mình vô chùa mình dâng cúng vật thực xong mình đưa ra tới cái chùa cái mình thấy cái thằng cha mà mình ghét nó, cái mà tự nhiên cái ngã mạn mình phát sanh, cái mặt nó nói gì chứ nó đâu bằng mình còn biết bố thí rồi này kia, dân cúng thật cho chư tăng rồi này kia giùm. Thì đó là cái những cái lúc mà từ lúc mình cho tới cái lúc mà mình ngồi xuống để mình quan sát cái sự thí của mình đó, nó có bao nhiêu chuyện, cái chuyện nào nên bỏ, cái chuyện nào tiếp tục giữ lại đồ này kia giùm, dựa vào những cái đó để cho nó lần sau mình có làm này nó tiến bộ hơn, lần sau mình có làm nữa thì mỗi ngày mỗi cá hơn, mỗi trong sạch hơn. Chứ còn nếu mà mình không có tập niệm thí đó, mình cho qua rồi bỏ, cho qua rồi bỏ thì là những lần sau mình làm càng ngày nó càng xấu đi chứ nó không có tốt hơn được. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Rồi xin mời những anh chị khác. Xin mời các anh chị khác. Rồi, như vậy thì để đừng có mất cái thời gian quý báu thì con xin tiếp tục nêu vấn đề nữa. Dạ. Là đó là cái vấn đề như là khi mình nói về cái khổ đế thì chia thường là các vị giáo thọ giải chia ra làm ba cái là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, nhưng mà trong bài kinh chuyển pháp luân không có dạy như vậy thưa sư.
Trong bài kinh Kiểm Pháp Luân không có chia khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Như vậy thì ý con muốn hỏi rằng là, à như vậy cái việc mà chia khổ khổ, hoại khổ, hành khổ là từ đâu ra thưa sư? Phải chăng là trong vi diệu pháp, theo vi diệu pháp? Chứ còn trong kinh Kiểm Pháp Luân chỉ nói là à, sanh, già, bệnh, chữ, à, tử, rồi à, yêu mà phải xa, rồi ghét mà phải gần, vân vân. Nói chung là năm thủ uẩn là khổ, chứ không có chia là khổ khổ, hoại khổ với hành khổ. Như vậy thì kính xin sư giảng dạy cái việc mà chia khổ thành ra ba cái loại đó đó thưa sư, là từ đâu trong chánh tạng ra thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Khi Đức Phật thuyết pháp là những người đó lọt về giọng trí của ngài, thì ngài có thể nói ít nói nhiều là tùy theo cái người đó lọt về giọng trí của ngài cỡ nào. Đó. Ngài, cái người đó nghe xong đắc liền, nghe xong rồi ngồi quán xét mới đắc, hoặc nghe xong rồi phải đi ra gốc cây ngồi hạ thủ công phu 5-10 phút mới đắc. Thì tùy theo cái điều kiện đó mà Đức Phật mới nói dài nói ngắn. Quý vị nên nhớ trong bài kinh Chuyển Vô Lực đó, năm cái vị đó đó, nghĩa là ngài biết chắc chắn là ngài nói như vậy là cũng có người đắc rồi. Người đây không phải là người cõi này mà người cõi khác nữa. Nghĩa là chư thiên rồi, mỗi lần Đức Phật thuyết pháp người ta đều gì nghe. Thành ra ngài nói như vậy đấy. Còn cái vị nào mà lọt về vọng trí của ngài mà không chưa đủ khả năng để đắc liền đó, thì ngài mới thêm những cái khác. Đó. Rồi sau này chú giải dựa vào những cái đó đó. Nên, mà không phải mấy vị chú giải là những cái người mà sau này mới vớt ra nè, không phải bậc thánh đàng hoàng nha, bởi vì những cái người mà giải thích Phật ngôn từ sau cái những cái bài kinh Đức Phật đó, thời đầu tiên là những cái người mà viết ra chú giải đó là có hai hạng. Thứ nhất là Đức Phật nói cái đó xong rồi có tối đó, là những người vô nghe ngài hỏi lại, không họ hiểu họ ngài giải thích. Thì cái sự giải thích đó vẫn là chú giải chứ không ấy ha, là chú giải, nhưng mà chú giải của Đức Phật gọi là Maha Attakatha. Rồi sau đó tới bậc thánh thường, bậc thánh mà dạy đó thì họ dạy cái đó cũng gọi là chú giải đó. Rồi sau này không còn những bậc thánh thường, khoảng chừng 1000 năm sau khi Đức Phật niết bàn rồi đó, thì bắt đầu những xuất hiện những cái vị khác như ngài Buddha Thích Tạ Thể Đá, ngài Buddha Khô Xạ, hay là ngài Thâm Má Pa Lá gì em sùng đó, thì cái đó ngài mới viết chú giải. Thì chú giải đó, đó là cũng tứ thiệt thúc loại tam tạng bất sư, nhưng mà không phải là bậc thánh nha. Thành ra chia ba cái khổ khổ này kia em sùng đó, là nó chia theo, chúng tôi có đọc được tài liệu nó khoảng chừng gần 1000 năm sau khi mà ấy vậy đó. Tại lúc đó người ta đọc vô kinh Phật người ta không hiểu nữa rồi, bắt đầu không hiểu, nên nó phải dựa vào sự giải thích của chú giải. Nên khi dựa giải thích chờ chú giải đó, thì đa số là họ giải thích kèm theo cái chánh tạng đó đó. Ví dụ như là đa số là cái bộ thứ hai của bộ chú giải thứ hai trong Di Pháp là giải thích mấy cái này. Cái bộ đó gọi là Sẩm Hòa Quý Nô Thá Ni A Thà Ca Thả. Sẩm Mô Hạ Quý Nô Thá Ni A Thà Ca Thả, tức là cái bộ chú giải của cái phẩm thứ nhì đó. Phẩm thứ nhất là được gọi là Thả Xả Ly Ni, nó rất là giải thích cái bộ pháp tụ á. Còn cái bộ thứ hai á thì là cái bộ Quý Phân Khá. Thì đa số chú giải cái Sẩm Mô Hạ Quý Nô Thá Ni A Thà Ca Thả là giải thích cái này. Thì huynh vô huynh coi cái này đó, huynh coi cái bộ thứ hai đó, nó mới có nhiều chuyện liên quan tới những cái mà mình nói hàng ngày đó. Chứ còn thường thường trong tạng kinh rất là hiếm, rất là ít thấy nha. Rất là ít thấy những cái này đó. Tại vì trong cái bộ mà để chúng tôi coi thử đây. Còn cái bộ này thế rồi. Đó, trong cái bộ mà chúng tôi nói tới Sẩm Hòa Quý Nô Thá Ni A Thà Ca Thả đó,
Thứ nhất nó có tất cả 18 đề mục. Thứ nhất là khảnh thá quy phân khá, thứ hai là ayatana, thứ ba là tha tụ, thứ tư là sạch trả quy phân khá, thứ năm là yên thứ giá quy phân khá, thứ sáu là bạch trạch trà sự mục ba đá quy phân khá, thứ bảy là xạ tỳ bạch thả ná quy phân khá, thứ tám là sẩm mấp bà tha ná quy phân khá, thứ chín là thí ba đá quy phân khá, thứ mười là phốt chân khá quy phân khá, thứ sáu là mắt kha mắt khá quy phân khá, thứ bảy là cha ná quy phân khá, thứ 13 là ập bà manh nha quy phân khá, thứ 14 là xịt khả ba đá quy phân khá, thứ 15 là bà tỳ sẩm tứ thá mắt khá pha quy phân khá, thứ sáu là nha ná quy phân khá, thứ bảy là cột đá cả quách thụ quy phân khá, là thứ 18 là thăm má hạch thời giá quy phân khá. Giải thích tất cả các này liên quan đến cái này trong cẩm họa quy nô thanh ni ập thật thả, tức là thật thả của cái bộ thứ hai, bộ thứ hai tức là bộ quy phân khá đó. Nếu mà huynh có thể huynh tìm được á thì huynh sẽ thấy trong này nó giải thích rất rõ là những cái mà từ xưa tới giờ mình đọc rồi mình không hiểu tại sao từ đâu ra là đều được giải thích trong mọi quy phân khá đó. Thành ra cái ạch thả cơ thả mà của bộ di diệu pháp đó, nó có ba bộ. Bộ thứ nhất là thâm ma sẵn khá ni giải thích cái bộ thứ nhất, cái thứ hai sẩm họa quy nô thá ni là giải thích cái bộ thứ hai, năm bộ còn lại đó ạch thả cơ thả gọi là banh chạ bạc ca đa ná thả cơ thả, tức là banh chạ bạc ca đa ná thả cơ thả, tức là giải thích tất cả các phần còn lại đó. Thành ra mình phải đọc những cái đó mình mới biết nó là cái gì, chứ còn nếu không mình nói dài 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 không biết nó từ đâu ra sao không thấy, không biết trong kinh tạng đọc hoài không thấy, kinh tạng không có đâu, không có phân tích nhiều giống như là chú giải của các bộ mà di diệu pháp đó. Thành ra quý vị nếu mà có rảnh rỗi đi vô thư viện rồi lục có đọc thử coi. Chúng tôi không biết nó có dịch ra tiếng Việt kia thì cái đó chúng tôi không có biết, nhưng mà chúng tôi nói về để cho biết những cái này đó là tìm thấy trong chú giải của bộ thứ hai, tức là bộ quy phân khá đó ha. Quỳnh về Quỳnh ráng đừng tìm thử coi để biết liền. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Thà, dạ, dạ con kính tri ân về cái lời hướng dẫn của sư ạ. Như vậy là rõ ràng là cái ba cái chia thành ba cái loại khổ đó mà thường các vị giáo thọ giảng nhưng mà lại không có nói rõ là đây là cái sự ở trong các cái bộ chú giải, chứ không phải là trong những cái bài kinh, trong một cái bài kinh nào đó, chỉ đâm ra dễ bị hiểu lầm, dạ, cứ tưởng rằng là ở tìm ở trong một cái bài kinh nào đó, mà con tìm thì con tìm không có ra, dạ. Mà rất nhiều vị là vẫn nghĩ rằng là tại vì các vị giáo thọ lên là chỉ việc nói tới khổ đế là chia ra thành ba cái đó, và Phật tử dưới đây là chỉ nghe theo rằng là như vậy tưởng rằng là ở trong đó trong kinh, dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, bây giờ con nêu một cái vấn đề là cái có một cái bài kinh, có một cái đoạn kinh là như vậy. Dạ, thưa sư. Con nêu cái đoạn kinh đó là ví như này các tỳ kheo, một ít nước tiểu cũng có mùi hôi thối, một ít nước miếng có mùi hôi thối, một ít mũ cũng có mùi hôi thối, một ít máu cũng có mùi hôi thối. Cũng như vậy này các tỳ kheo, ta không có tán thán về cái sự hiện hữu dầu cho chỉ một ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian búng ngón tay. Như vậy thì đoạn kinh này rõ ràng là Đức Phật rõ ràng là trong cái đoạn kinh này dạy rằng là cái sự giải thoát khổ mà rốt ráo á, là phải vắng mặt, là không còn hiện hữu ở trong tam giới nữa. Có phải như vậy không thưa sư? Tức nghĩa là không còn cái sự hiện hữu ở trong tam giới nữa. Đó thì theo cái bài kinh này, bởi vì là Đức Thế Tôn không có tán thán về cái sự hiện hữu dù chỉ là một ít thôi, bất cứ bằng hình thức nào. Thì khi mà thông thường khi mà một tâm lý bình thường khi mà đọc vào cái đoạn kinh này á, thì sẽ hiểu rằng là không còn ham thích về cái sự hiện hữu ở trong tam giới nữa, đó là cái sự giải thoát rốt ráo. Nhưng mà như vậy có bị rơi vào cái gọi là phi hữu ái hay không thưa sư? Tức là
tiên á, lúc mà mình chưa 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 hiểu đạo á, thì mình ham thích về cái sự hiện hữu ở trong những cái hình thức tốt đẹp nào đó. Nhưng mà ví dụ như là khi mà được đọc cái đoạn kinh này rồi thì lại chuyển sang là ham thích không còn hiện hữu nữa, thì như vậy có bị rơi vào cái gọi ở cái đầu ở bên kia là phi hữu ái hay không, là quý phá quá tăng hà là phi hữu ái hay không? Dạ, con kính gửi mít thật sự. Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư tôn hàng giả kính thưa cho quý vị. Thật sự ra mình hiểu đúng thì không còn cái gì để dư xót cả, còn mình hiểu không đúng thì nó mới sanh ra cái đó. Cái câu này Đức Phật chỉ nói là chấm dứt cái gì, tức là chấm dứt cái ngu quẩn, tức là không còn ngu quẩn này nữa thì đừng có nói hữu ái phi hữu ái vậy đó. Khi nào còn cái ngu quẩn nó sanh đủ chuyện đó, mà không còn ngũ quẩn thì mới chấm dứt được cái đó mà thôi, tức là chấm dứt cái ngũ quẩn. Thành ra hỏi cái người mà không còn hôi thôi thôi bà ca tháng còn mùi hôi mùi tốt vẫn còn như thường, thì cho tới khi nào bà ca tháng không còn mùi hôi mùi thối nữa, đó là bà cái sát na mà bà ca tháng bà đi niết bàn á. Thì cái bà đi niết bàn á là gì, là cái ngũ quẩn cũng biến mất, mà còn ngũ quẩn này còn đủ chuyện hết đấy, chứ qua được mà nói chỉ cho sâu dài thế này em, như nào tận diệt cái cảnh thá lô cạ này đó, tận diệt cái thế giới này, mà thế giới này chỉ là ngũ quẩn mà thôi. Nam mô Bố Thầy. Nam mô Bố Thầy. Dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ, đây cũng là một cái điểm là vi tế. Trước khi biết thì mình lại thích hiện hữu, sau khi đọc cái đoạn kinh này có thể mình lại chuyển sang một cái cực đoan là ham thích về cái sự không còn hiện hữu nữa. Thì chưa nói ở đây là không còn hiện hữu, là không còn hiện hữu của cái năm uẩn. Nhưng mà con lại đặt thêm một cái vấn đề nữa là con có căn cứ vào cái đoạn kinh này Rohitassa, Như Lai tuyên bố chính ở trong cái thân năm uẩn này nè có cái sự khổ và cái sự diệt khổ. Sự diệt khổ là niết bàn. Như vậy thì ở trong cái thân năm uẩn này á, nhờ cái thân năm uẩn này mà có được cái sự diệt khổ, có được niết bàn, đó là một cái pháp coi như là cao nhất, sự an lạc tột cùng. Điều này nó cũng giống như gì, con lấy ví dụ như nó cũng giống như là trong một cái bịch rác, nhưng mà nó có một cái viên kim cương quý ở trong đó, mà mình đem nguyên cái bịch rác đó mình quăng luôn thì như vậy là mình mất luôn viên kim cương. Như vậy nếu như mình muốn là quăng luôn cái thân ngũ uẩn, như vậy là mình mất luôn cái diệt đế thì sao? Mất luôn cái mà quý nhất ở trong cái mục đích cao cả mà cái người tu nào cũng muốn đạt tới, đó là diệt đế. Mà diệt đế theo cái đoạn kinh này Đức Phật dạy rõ ràng là có ở trong cái thân ngũ uẩn, mà bây giờ mình muốn rằng là không còn tồn tại cái thân ngũ uẩn nữa thì đâu có khác gì là mình đem một cái bịch rác có chứa một cái viên kim cương quý là mình đổ mất luôn. Thì vấn đề này mình nên hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Trời Tôn Hàng Giả Kinh Thừa Chư Quý Vị. Trong cái thân ngũ quẩn này có sự khổ, nhưng mà cái sự diệt khổ nó phải nằm ngoài cái thân ngũ quẩn này chứ. Quên coi trong tứ thánh đế khổ khổ đế là gì, tập đế là gì, và cái thứ ba là đạo đế, cái thứ tư là diệt đế. Diệt đế là niết bàn, thì niết bàn nằm ở đâu trong cái thân này, nên nhớ vậy đó. Trong rõ ràng trong trong thân ngũ uẩn vô coi trong cái nguyên cái câu bằng bằng tiếng Pali để coi. Nên mình đừng có dựa vào cái lời dịch rồi. Nên trong cái thân ngũ uẩn này có sự khổ, nhưng mà sự khổ là nằm bên ngoài, bởi vì quý vị coi cái chi pháp của cái tứ thánh đế là gì đó. Trong cái thân này chỉ có khổ đế, tập đế và đạo đế mà thôi, nhưng mà diệt đế là niết bàn thì làm sao có trong cái thân này được. Đó.
Nghĩa là mình nếu mình hiểu cho nó đúng á thì cái sự chấm dứt cái sự khổ là nó nhờ cái con đường giờ dẫn đến sự chấm dứt cái khổ, nhưng mà khi cái sự chấm dứt đó là phải giờ nhờ về diệt đế, tức là nhờ là niết bàn, thì niết bàn không thể nào nằm ở trong thân này được cả. Nếu mà niết bàn nằm trong thân này thôi thôi chứ mình đeo nó mình xài đi, chứ mình ráng mình tu làm chi để mình tới niết bàn được cho nó mệt vậy. Nếu nó có trong thân này rẻ, có những cái mình nghe mình đọc sơ rồi cái mình gộp vô cái mình nói riết là nó ra ngoài sự thật. Chúng tôi thí dụ nói là trong con người này, bên bàn thờ Ngoại Quốc Tông họ nói đấy, Phật tánh là ở trong con người chúng ta có Phật tánh. Nói như vậy đó là nó không có chính xác. Tại sao? Chúng tôi thí dụ trong trong sữa bò nó có cái chất, mình đem cái chất ra mình làm nó thành cái chi hay là phô ma đó, nói theo tiếng Tây là phô ma, nói theo tiếng Mỹ là chi vậy đó. Thì hỏi chi hay phô ma nó có trong sữa bò không? Nó không có, vì nó nhớ chuyện đó. Nhưng mà cái chất nào, cái chất gì đó trong đó đó, người ta dùng cái đó để người ta biến chế thành chi phô ma. Chứ nếu cho phô ma chi mà nó có trong sữa bò thì muốn ăn chi hay phô ma ra bóp chú bò lấy ra ăn chứ mất gì phải đi mua. Thì cái này cũng vậy, trong người chúng ta làm gì có Phật tánh, nhưng mà chúng ta phải tu tập theo lời dạy Đức Phật để cho cái đó nó phát sanh. Mà khi nó phát sanh đối với các bậc thánh rồi, cái mình nói là trong người con cũng có Phật tánh nè. Thì cái này cũng vậy, mình phải hiểu có sự khổ, nhưng mà sự gì khổ nó phải không nằm trong cái nguồn này. Nếu mà nó nằm vậy thì thôi, chứ mình tu tập chi cho mệt quá, mình lấy ra mình xài đi chứ, phải không? Đó thì chúng tôi thí dụ cái phô ma rồi cái chi đó cho quý vị thấy đó, ta dùng sữa bò để ta chế ra cái đó, nhưng nó không có trong ở trong sữa bò, nhớ chuyện đó. Thì cái này cũng vậy, mình phải dựa vào cái thân này để mà chấm dứt cái sự khổ của nó. Nhưng mà cái chuyện là chấm dứt khổ là mình đem nó ra ngoài cái thân này thì mình chấm dứt, cũng giống như mình đem sữa ra khỏi khỏi vú con bò để mình tạo ra chi phô ma chứ. Chứ nếu mà nói trong đó nó có rồi thì mấy anh cha nuôi bò nó muốn ăn chi ăn phô mai thì ra bóp vú bò ra lấy ra ăn đi, cho mắc gì quá đi mua gì cho không tốn tiền vậy, phải không? Nó phải hiểu cho nó đúng nhân quả, nó nói thật hiểu hiểu là quả coi chừng đó. Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư tòng hiền giả kính thưa chư cư sinh nam hoàng tử trong đời đà, tất cả phước báo nào phát sanh trong bộ pháp thoại ngày hôm nay xin hài là mỗi duyên lành để chư tôn hiền giả cùng các cần sinh năng lượng để có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bố Thầy gia, Nam mô Thầm Mà gia, Nam mô Sẵn Khà gia, Nam mô Rất Tận Tây Giác Xà. Dạ, Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Chúng con kính tri ân Ngài Liễu Tông rất là nhiều đã đến Trung Phật Giáo Nam Truyền để giảng giải những câu hỏi, những điều thắc mắc của chúng con. Dạ, chúng con cũng xin tri ân huynh tu học Phật Pháp rất là nhiều đã làm thị giả cho Ngài. Dạ, giờ đây con xin đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo và kính thỉnh Ngài Thủy Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Uttamang ghê na hoàng đề hằng bà na bàn sùng qua Uttamang bút thể dù khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng má măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàng đề hằng thâm mạnh cha đu vi thần quá rằng thâm mê vô kha lý tô đô sô thâm mô kha mát tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứu sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Uttamang ghê na hoàn đề hằng sang khăn cha đô vi thoát ta mang sang khề dục ca lý tổ đô sô sang khổ kha ma tu tăng ma mang con đem mật lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con và con kính dân mít xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con và con kính dâng mít đến ngài Trí Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Huvatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhai nupave na sadasothi bhavantu te huvatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thammang Nupāve nasadā sothi bhavantu te bhavatu sapva mangalaṁ rakkhantu sapva devatā sapva saṅkhāy Nupāve nasadā sothi bhavantu te tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quả đức của chư Phật do nhờ quả đức của giáo pháp do nhờ quả đức của chư Tăng các sự thành lời thường thường đến người so thế là thô chúc tổ rồi nó vô tất sa cha nè rồi vô chúc tổ hồi cha sắp bề nhà thiết bị sa thế là tham chúc vị tạo vô rồi nó ha vô tất sa cha nè rồi ga chúc vị tạo hồi cha sắp bề nhà thiết bị tề thế là tha chúc vị tạo vô rồi nó ha vô tất sa cha nè rồi ga chúc vị tạo hồ tất sa sắp bề thiệt nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đoàn Phật đạo cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thu lành thai Ya đề quá ta san tí quý hà ra hoa si ni thù bê kha rê bồ thị kha rê ta hình ta hình ta thầm ma đà nê na pha hoàn tu bù chi ta xuất thần ca hồn tê thả quý hà ra mạnh đa lê thề ra cha mắt cha na hoa ca cha phích kha vô sa ra mi ca đà na ba tì u ba sắc ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sắp ba na phụ ta su khi ta pha hoàn tu tê cha la bu cha về bi cha anh đã sầm pha hoa sẵn sề đã cha ta a pha hồ ba ca ba ba ti ca niu ya ni căng thầm ma hoa rằng ba tích cha tê bề bi đúc kha sa ca rộn tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha búc ra la sang khổ hồ tu sa mắc gồ quá át tha yết cha hi ta yết cha âm hề gặp khanh tu sát tham mô sát bề bi tham mắt cha ri nô thần sam ba bu này ya ma tham ma đi dắp ba quê đi tề ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi địa thất nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hạ sa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mỗi tu thiện nam tín nữ công phu đều là thi